Em chào chị Phạm Hồng. Rồi, ai vô like rồi mình chấm like lên người em cái ha. Rồi, ai vô like rồi chấm like thả tim lên giúp em mấy chị. Like tiếp áo bà ba bông nha mọi người. Rồi, chưa chị nào chưa xem được thì giờ xem nha. Sau đó là em còn một ít hàng sale, sẽ lên hàng sale cho mấy chị. Hello chị Anh Hoàng nha. Em chào chị Thạch Mai. Chào chị Phương Trần nha. Rồi chấm like đi mấy chị ơi. Vô like rồi chấm like tim lên giùm em nha. Lên áo bà ba bông cổ vuông cho mấy chị tiếp nha. 85.000 một áo, 4 áo hoặc 2 bộ miễn ship. Quần đen quần trắng 75.000 một quần mấy chị ha. Em chào chị Nhung Lê. Rồi bông em mặc mình lên cho em là mã bông nhí xanh nha mấy chị. Lên mã bông nhí xanh giùm em nha. Đơn chị Anh Hoàng cái tổng đơn đi đơn rồi á chị. Hello chị An Hoàng. Em đang trả lời chị Anh Hoàng á chứ không phải An Hoàng. An Hoàng khác, Anh Hoàng khác nha, có hai chị lận. Rồi áo em mặc là áo bà ba bông cổ vuông cái tông mấy chị ha, áo lẻ nha. 85.000 một áo. Áo này là 90 mà em bán cho Lam mấy chị có 85 hả. Rồi chị nào chốt bông nhí xanh lên cho em mã bông nhí xanh. Bông nhí xanh em còn size cho mình là 2 2 3 4 5 6 nha mấy chị. Bông nhí xanh size 2 3 4 5 6. Và chị nào chốt áo nhí xanh lên nhí xanh giùm em nha. 85 một áo đúng rồi. Nhí xanh 2 em chốt chị Nhung Lê. Lên cho em mã nhí xanh mấy chị ơi. Nhí xanh kèm size cho em. Nhí xanh em còn size 2 3 4 5 6. Nhí xanh size 2 3 4 5 6 giùm em nha. Chấm like hả tim lên giúp em mấy chị. Mẫu em đang like là áo chất thun lỗ nha chị nha. Chất thun lỗ giùm em ha, co giãn. Rồi chị nào chốt nhí xanh nữa lên thì em mã nhí xanh. À, đen trên canh là đầm nha mấy chị. Chút nữa em sẽ lên mấy chị. Đầm siêu đẹp luôn, đầm sơ mi nha, đầm kiểu sơ mi công sở. À, đi tiệc đi cưới gì cũng được hết mấy chị. Rồi chị nào chốt áo nhí xanh lên cho em mã áo nhí xanh. Đúng rồi, áo lẻ nha chị nha. Quần mình tự phối. Quần bình thường thì có quần đen. Có quần đen mình phối vô, còn mình thích quần màu gì mình cứ phối lên hợp là mình mặc được nha. Là hồi trưa chị Nhung Lê có 3 áo hả chị? Chị Nhung Lê hồi trước chị có 3 áo hả? Phải không? Rồi ok chị, đi đơn luôn khỏi gọi hả chị. Rồi chị nào chốt áo nhí xanh, áo nhí xanh giùm em nha. Nhí xanh em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Chốt lên cho em mã nhí xanh size 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Rồi hoa tím. Hoa tím giờ em còn được size 4 và size 5 nha mấy chị. Hoa tím em còn size 4, size 5. Chốt hoa tím thì mã hoa tím giùm em. Chấm like hả tim giùm em mấy chị ha. Mẫu em đang like là áo và ba bông thun lỗ kích tân cổ vuông nha mấy chị nha. Mà 85.000 một áo. Rồi quần đen quần trắng 75.000 một quần giùm em. Bông tím em còn size 4 với size 5 nha. Rồi chị nào chốt bông tím cho em mã bông tím. Bông tím em còn 4 với 5 mấy chị. Rồi chốt hoa tím với mã hoa tím giùm em. Hoa tím em còn size 4 size 5. Hoa tím size 4 size 5 cho em ha. À, đồ sale để em xong cái mẫu bông đi rồi em sale mấy chị nha.
Đúng rồi, phía sau là đầm chị. Đầm này giá thị trường bán là 285, em bán mấy chị có 175 ngàn ha, bán kiểu giống như là chào mẫu mới cho mấy chị á, 175 ngàn một đầm thôi. Rồi chị là chốt bông tím cho em, mã bông tím em còn size số 4 và size số 5 nha mấy chị. Hoa tím size 4, size 5 giùm em. 85 ngàn một áo nha chị Diễm Huỳnh ơi, 63 kg chị cao nhiêu chị? 63 kg chị cao nhiêu cho em cái chiều cao? Đúng rồi, một cái đầm bán bằng cái bộ bà ba, cái đó là lụa mango hàng loại 1 cho em nha, bao đẹp luôn. Chị Dung Võ bao nhiêu ký, cao nhiêu chị? Rồi Diễm Huỳnh mặc size 5 giùm em nha. Diễm Huỳnh chốt lên cho em là hoa tím size 5 kèm số alo lên nha chị Diễm Huỳnh. Rồi chị Minh Phạm ơi, chị bao nhiêu ký, cao nhiêu giờ lên giùm em đi, em tư vấn size cho nha chị. Rồi chị nào chốt áo hoa tím, lên cho em mã hoa tím, em còn size 4 và size 5 thôi nha. Hoa tím size 4, size 5. Lên cho em mã hoa trắng. Hoa trắng em còn cho mấy chị là size số 2, size số 3, size 2, 3, 5, 6. Hoa trắng em còn size 2, 3, 5, 6. Rồi chị Mạnh Phạm, Minh Phạm mặc cho em được size số 5 nha. Chốt bông nào, lên giùm em cái mã bông kèm size số 5. Diễm Huỳnh lên hoa tím size 5 đi chị. Nếu mà chốt lên giùm em mã hoa tím 5. Rồi hoa tím 5 em chốt, chị Diễm Huỳnh có đơn nè. Rồi hoa tím 5 đi chị Diễm Huỳnh. Chị Mạnh Phạm mặc cho em size 5 nha chị. Tím 5 chị Diễm Huỳnh. Em chào chị Gia Bảo. Rồi Trần Lợi ơi, hai bộ đồ của chị em để kia kìa thấy không? Cho sai số rồi gọi gặp ông nào đó chị, lên số lại giùm em đi chị ơi. Cho sai số điện thoại rồi. Hai bộ đồ của chị kìa, đó, để ngay đó. Lên số lại đi chị. Rồi lên cho em mã hoa trắng. Hoa trắng em còn size 2, 3, 5, 6. Hoa trắng size 2, 3, 5, 6 giùm em. Chị ơi không có màu đen, cái này em đang lên là áo bông. Này em đang lên là bông ha. Đó. Rồi lên em mã hoa trắng đi mấy chị. Hoa trắng kèm size. Hoa trắng em còn size 2, 3, 5, 6 mấy chị nha. Trời ơi, hello chị Dung Trần Kim. Lâu quá trời luôn chị. Rồi đâu em coi số chị Trần Lợi cho sao size nè. Ủa cho ngộ không? Bữa trước chị cho đó, cái số 0499, ba số giữa đó, 499 mà 400 mà chị cho là 499, hai sai tới hai số luôn. Tức là 400 đúng không? Mà bữa chị cho là 499. Rồi áo em mặc em còn hoa trắng là em còn size 2, 3, 5, 6. Rồi em chốt lại hai bộ này, mai mai chốt lại nha chị Ngọc Lợi. À Trần Lợi, mai gọi lại nha, cho số alo size nè. Mấy đứa nhân viên nó đánh lộn số như này nè, đó, rồi lộn số nè. Bởi vì mấy chị cho số là em hay hỏi lại mấy chị đó là coi lại số giùm em thử đúng chưa. Có áo dài bông, có áo dài màu, có áo dài cách tân luôn chị Dung Trần Kim. Áo dài bông, áo dài màu là sale đồng giá 185 ngàn. Bộ chị 210 em sale đồng giá 185 đó. Để hết cháo bông này em lên áo dài cho. Rồi Trần Lợi ok nha, em chốt lại ngày mai nhớ mua máy giùm em. Ok chị Dung, đợi em lên hết áo bông rồi em lên áo dài cho. Hoa trắng 4 hết rồi nha chị Phượng ơi. Hoa trắng đẹp mà sao mình không chốt ngay từ đầu vậy chị Anh Hoàng? Hồi lúc đầu em lên là hoa trắng đầu tiên mà chị không chịu chốt. Rồi hoa trắng em còn size 2, 2, 3, 5, 6 mấy chị ha. Đó, chốt hoa trắng thì mã hoa trắng cho em size 2, 3, 5, 6. Lên cho em mã xanh lá nè. Xanh lá còn size, xanh lá em còn size 3, 4, 5, 6. Rồi xanh lá em còn size 3, 4, 5, 6. Chị vô trễ hả? Xanh lá size 3, 4, 5, 6 dùm em. Chốt lên trên mã xanh lá ha. Xanh lá size 3, 4, 5, 6. Rồi bông này lên cho em mã bông xanh lá đi mấy chị. Bông xanh lá em còn size 3, 4, 5, 6. Chốt xanh lá lên mã xanh lá dùm em nha. Đơn hồi trưa là ngày chiều nay gọi nhưng mà chưa kịp đâu chị. Chắc xong ngày mai nữa mới gọi xong nha.
ai chưa gọi thì chờ ngày mai giùm em ha. Rồi lên cho em mã bông xanh lá mấy chị ha. Bông xanh lá em còn size 3, 4, 5, 6. Nhí xanh size 6 em còn nha chị. Rồi chị nào chốt bông xanh lá, lên mã bông xanh lá giùm em. Cái này là chất thun lỗ nha chị, chất thun lỗ coi giãn. Áo dài hả, áo dài size 6 hình như em còn được bộ một. Rồi mẫu đang like là em 85.000 một áo nha chị Nguyễn Thúc ơi. Cái này là áo lẻ chị, thích thì chị mua áo, không còn mua thêm quần thì 75.000 một quần. Quần có quần đen với quần trắng cho mình nha, là thông dụng để mình phối với áo lẻ. Rồi lên mã hoa vàng cho em ha. Hoa vàng size 1 cho tới size 6 cho em luôn nha. Rồi chốt hoa vàng cho em mã hoa vàng. Đóng cá kèo là làm gì chị anh Hoàng, làm cá khô hả? Làm cá khô hay làm gì chị? Rồi lên giờ em mã hoa vàng cho mấy chị. Hoa vàng size 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Bông xanh lá, chị Ngọc Hằng lấy size nào? Chị cho em cái size đi, chị Ngọc Hằng bấm cái size lên nhà em ha. 80kg là không vừa nha chị Bích Lượng ơi. Mẫu này em có size cho mình là 75kg đổ lại, 75kg đổ lại ha. Ngọc Hằng ơi, chị lấy bông xanh lá size mấy? Chị lấy xanh lá quần đen size mấy vậy chị Thanh Thúy? Cá kèo con làm gì chị? Đóng cá kèo con làm gì? Là làm cá khô hay là sao? Không hiểu. Xanh lá 5 em chốt cho chị Ngọc Hằng. Rồi xanh lá 5 cho chị Ngọc Hằng. Xanh lá số 3 lấy quần đen chị Thanh Thúy. Chị Thanh Thúy là tối hôm qua có đơn phải không chị ha? Là gọi chốt đơn được chưa chị ha? À là bán cá giống hả chị? Rồi xanh lá số 3 lấy quần đen cho chị Thanh Thúy. Áo mặc lên nhảy mã hoa vàng nha mấy chị nha. Hoa vàng giùm em ha. Là ngày nay chốt đơn cho mình được chưa chị Thanh Thúy, nghe máy giùm em chưa? Nguyễn Thúc xanh lá quần trắng. Chị Nguyễn Thúc cho em cái chiều cao cân nặng nha. Em coi thử chị mặc size nào. Chốt rồi cho chị Thanh Thúy. Rồi bông em mặc là bông vàng mấy chị. Bông vàng kèm size. Chị Nguyễn Thúc cho em cái chiều cao cân nặng để em coi chị mặc size nào mới chốt đơn cho chị được nha. Chốt xanh lá không em không biết lấy size nào chị. Rồi bông vàng đi mấy chị ơi. Áo đang mặc lên trên mã bông vàng. Bông vàng kèm size. Bộ lân lân bên bộ đỏ. Cái này là đầm nha chị. 175.000 một đầm. 1m7 70kg là em lấy cho chị được size số 4 nha. Là em canh xe ôm á, còn chị thích thoải mái cứ lấy xe số 5. Nhưng mà 1m7 là em không có bao được cái chiều dài mà phủ mông đâu nha chị nha. 1m7 là chị mặc không có phủ mông được áo đâu nha. Rồi lên tiếp cho em mã đẹp đi mấy chị. Áo này lên cho em mã đẹp. Mã đẹp kèm size. Chị mặc số 4 là vừa rồi đó chị. Hai áo một quần, chị lấy bông gì với bông gì? Bông xanh lá số 4. Rồi bông gì nữa chị? Kèm cho em cái số alo lên luôn nha chị Nguyễn Thúc ơi. Rồi áo này lên giùm em mã đẹp nha cả nhà nha. Màu xanh em mới bỏ xuống là màu xanh lá. Chốt lên cho em mã xanh lá. Rồi áo này lên giùm em mã đẹp đi mấy chị. Mã đẹp em còn size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mã đẹp size 1 cho tới size 6 giùm em nha. Chốt mã đẹp lên giùm em mã đẹp. Nguyễn Thúc lên số alo giùm em nha chị nha. Rồi chị nào chốt áo này lên cho em mã đẹp cho em nha. Mẫu em đang like là 85 mà một áo nha mấy chị. Chị ơi bán quần á, thì đi đơn từ hai quần giùm em mới chốt nha. Một quần em không có chốt. Rồi Nguyễn Thúc lên số nha, không lên số là không có đơn. Rồi chị nào chốt áo này lên cho em mã đẹp. Đen này là đầm nha mấy chị. Đầm cho em nha, đầm kiểu giá sơ mi. Đầm này á, đầm này là em may cho mấy chị là bo chung ở ngoài sao. Đó, eo cho mấy chị là 86 đổ lại, 65kg đổ lại. Eo 86 đổ lại cho em là mặc vừa hết. May có mút ngực sẵn cho mình luôn, kiểu cổ sơ mi. Và thắt cái dây nơ ở đây nha. Em có được cái mã đầm sơ mi này. Em có cho mình được 5 họa tiết bông. Chất lụa mango bao đẹp luôn nha mấy chị. Cái bộ này, cái đầm này mấy chị ra thị trường mấy chị mua phải là 280-320. Nói chung là hàng đẹp. Bao đẹp từ form tới chất liệu cho mấy chị luôn nha. Đó.
Em bán trên live, bán kiểu mà giống như là em chào cái sản phẩm mới cho mấy chị á. Có hai túi hai bên luôn chị, 175.000 một chiếc thôi nha. Nói chung là eo 86 đổ lại là mấy chị chốt được hết ha. Rồi chị nào xem thì xíu lên cho xem nha. Chị ơi resize, tại em may là kiểu cái bảng eo nhún phía sau lưng này, là eo 86 đổ lại cho em là mặc được hết nha. Không có sai, đầm là không có sai. Mã đẹp 5 cho chị Hồng Hà. Ủa hồi trưa chị Hồng Hà có chốt cái nào không? Để em biết cho dồn đơn á chị. Hồi trưa chị Hồng Hà có được cái nào không chị ha? Chị ơi em đang like là áo lẻ mà, đâu có cái nào là bộ đâu. Áo lẻ phối quần đen quần trắng thôi. Hello chị Diệu Lâm. Hello chị. Rồi chị nào chốt áo em mặc lên cho em mã đẹp. Hồi trưa chị có cái bông vàng. Mai chốt đơn chị nhớ nói dồn like tối nay giùm em luôn nha. Rồi lên cho em mã lá riêu. Mã lá riêu giùm em mấy chị. Lá riêu size 1 cho tới size số 6. Lá riêu size 1 cho tới size 5. Em hết size 6. Lá riêu giùm em ha. Rồi chốt lá riêu cho em mã lá riêu size 1, 2, 3, 4, 5. Áo 85 nha chị, quần 75 giùm em ha. Rồi lên giùm em mã lá riêu đi cả nhà. Áo em mặc chốt cho em mã lá riêu. Em còn size từ 1 tới 5. Size từ 1 tới 5 giùm em ha. Rồi chị nào chốt mã lá riêu cho em mã lá riêu. Size 1, 2, 3, 4, 5 mã lá riêu. Đầm 58 kg mặc vừa không vừa chị. Đầm rồi em may cho mấy chị cái form rất là dễ mặc. Rất là dễ mặc luôn. Eo 86 đổ lại là mặc được hết. Chị mới nhận đồ đẹp. Cảm ơn chị Kim Phạm nha. Rồi chị nào chốt áo này lên cho em mã lá riêu nha mấy chị ha. Lá riêu kèm size cho em nha. Lá riêu em còn size 1 cho tới size 5. Lên tiếp cho em mã mã hồng. Rồi lên cho em mã hồng. Đầm treo cái áo đỏ. Đợi em xíu nha chị Nguyễn Thùy. Xong cái này đã nha chị. Eo 87 chị hỏi mẫu cái gì chị Ngọc Phượng? Chị hỏi mẫu gì? Rồi lên cho em mã hồng đi mấy chị. Hồng em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Hồng size 2, 3, 4, 5, 6 giùm em nha. Chốt hồng lên cho em mã hồng. Hồng size 2, 3, 4, 5, 6. Lên mã hồng giùm em. Bộ xanh này là 170 em đang sale 140 nha. 170 em đang sale 140. Chị nào chốt bộ xanh đó lên cho em là bộ xanh biển. Bộ xanh biển em còn size cho mình là 2, 3, 4, 5, 6 nha mấy chị. Áo và ba lá riêu. Chị bao nhiêu ký cao như chị Ngọc Phượng? Cho em cái chiều cao cân nặng. Rồi cái áo bông xanh lá là áo này chị nha. Chốt áo bông xanh lá thì áo bông xanh lá cho em. Bởi chị bên top top không biết thả tim hả mọi người? Thả tim cho em đi mấy chị. Trời ơi coi cái like mà không thả tim tương tác vậy chị. Rồi lên cho em. Đây này nha chị nha. Cái này là lên cho em mã xanh lá. Rồi áo em mặc lên mã hồng cho em nha. Mã hồng em còn size cho mình là 2, 3, 4, 5, 6 nha mấy chị. 2, 3, 5, 6 hết 4 rồi. Rồi mã hồng em còn size 2, 3, 5, 6 của 4 nè. Sao nó lộn xộn vậy ta. Rồi 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Mã hồng size 2, 3, 4, 5, 6 luôn mấy chị ơi. Chị Ngọc Phượng mặc cho em size số 5 nha chị. Nếu mà cái eo của chị hồi nãy chị nói nhiêu eo 87 thôi thì mặc được số 5 nha. Eo 87 thôi thì mặc được số 5 chị nha. Chứ còn thường 75kg mét 62 là em canh tới size 6 thôi. Sao mà eo chị nhỏ vậy? Rồi lên nhà em mã hồng mấy chị ơi. Đợi tí người đơn phương đầm đó bán 175.000 thôi nha. Đợi chị tí hai bông nữa là xong áo và ba bông rồi chị qua. Rồi chốt lên cho em mã họa tiết đi mấy chị. Áo này lên cho em mã họa tiết. Họa tiết em còn cho mình là size 3, size 5. Rồi họa tiết em còn 3 với 5 thôi. Họa tiết size 3, size 5 giùm em. Lên em mã họa tiết size 3, size 5. Áo họa tiết nha. Bông này quá đẹp luôn mấy chị. Chưa mấy chị chốt dành cái bông này nè. Rồi mã họa tiết size 3, size 5 giùm em nha. Họa tiết em còn 3 với 5 mấy chị ha. Rồi chị nào thích họa tiết lên cho em mã họa tiết em còn size 3, size 5. Mã họa tiết em còn 3 với 5. Giờ lên mã cuối cùng lên cho em là mã lạ nha mấy chị.
mã lạ. Mã lạ là giờ em còn cho mấy chị rồi. Rồi mã lạ còn duy nhất size số 5 thôi nha mọi người. Hồi em xuống like chị có lấy thêm màu hồng. Không biết chị Anh Hoàng xuống like rồi làm sao biết được. Em không biết nữa chị Anh Hoàng ơi. Xuống like rồi mà chị bấm thì làm sao em biết được. Chắc là không có. Rồi mã này mã lên cho em mã họa tiết. Chưa, chị Diệu Lâm đơn của chị mới dọn đơn hồi chiều là chưa có đi kịp, là ngày mai mới đi sớm chị, ngày mai cho đi sớm. Chị Duy Sơ 5326, mình 62kg mình cao nhiêu chị ha? 62kg cao nhiêu? Cho em cái chiều cao luôn đi chị, Tâm Thiện cho em chiều cao cân nặng luôn. Tâm Thiện cho em chiều cao cân nặng luôn nha. Rồi chị Dung Trần Kim còn xem like, chấm like em lên áo dài cho người đẹp ơi. Chị Dung Trần Kim còn xem like không? Áo em mặc là họa tiết, em còn size số 3 và size số 5. Họa tiết em còn 3 với 5. Rồi áo này lên giùm em là mã mã lạ, hồi trước lên mã lạ đúng không? Chị thích mã lạ. Thích của lạ. Mã lạ em còn được cho mình size số 5 thôi nha chị. Mã lạ em còn size số 5 thôi, bộ bông hết rồi nha chị Vô Thường ơi. Mã lạ em còn được size số 5 thôi. 55kg số 3 vừa nha chị, áo bông 55kg số 3 vừa. Rồi chị Duy Sơ 5326 mặc cho em size số 3 nha chị nha. Nếu mà eo 78 mặc được cho em size số 3. Rồi chị nào chốt áo mã lạ lên mã lạ giùm em. Mã lạ em chỉ còn size 5 thôi. Tâm Thiện ơi, cái form của chị á, là mặc số 2 là ôm. Còn nếu mà chị lớn tuổi thì chị lên số 3 giùm em. Trên 50 tuổi rồi lên cho em số 3 luôn nha. Ok không? Rồi mã lạ giùm em nha. Chị đi mờ gì đó 78 á. Họa tiết 355kg vừa nha chị. Rồi chốt lên giùm em mã lạ còn size số 5 thôi. Bộ bông hết rồi chị Vô Thường. Bộ bông đâu còn nữa chị, bộ bông còn size 5, size 6 thôi mà chị chốt size mấy. Rồi em đưa lại bông mấy chị lượt nữa qua mẫu. Chị Dung ơi, chị Dung có xem like không? Còn xem like không? Không thì em lên đầm. Áo em mặc mã lạ em còn size 5 thôi nha, 85 ngàn một áo. Mã nhí xanh em còn size cho mấy chị là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị nào chốt áo này lên cho em mã bông nhí xanh giùm em ha. Mã bông nhí xanh size 1 cho tới size 6 cho em nha. Bông nhí xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có, ok chị Dung. Dê Nguyễn, Đê Nguyễn gì đó. Giảng Nguyên hả? Chị chị mặc cho em size số 3 nha chị. Chị Diễm 78 chốt họ tiết 3 lên số alo giùm em. Bộ em mặc là chị chốt hay sao chị Kim Ngân, chị chốt chị cho em chiều cao cân nặng. Rồi mã hồng. Mã hồng em còn 2345 23456. Mã hồng em còn size 23456. Chấm phía sau là đầm nha chị Nguyễn Hằng. Rồi chị Nguyễn TM chị chốt cái gì chị? Diễm 78 lên số alo giùm em nha. Mã hồng em còn size 23456. Mã hồng size 23456, mã xanh lá em còn size 345. Mã xanh lá em còn size 3456, chốt thun co giãn nha chị nha. Rồi xanh lá size 3456 giùm em ha. Xanh lá em còn size 3456, lên cho em mã xanh lá. Chị ơi lấy quần thì quần đen quần trắng là phối với áo này nha chị. Cái này em đang coi là áo lẻ. Mấy chị thấy hình dung áo lẻ là chị mặc lên với quần đen hoặc quần trắng thôi. Còn chị nào có quần màu mà nó hợp với cái bông á thì mình tự phối lên nha. Họ tiết ban chốt cho chị Diễm 78. Bà ba xanh treo đợi tí nha chị Bích Thủy. Rồi họ tiết ba cho chị Diễm 78. Mã bông trắng giùm em nha. Hoa trắng. Hoa trắng em còn size 23 2356, mã hoa trắng. Hoa trắng size 2356, chào chị Nguyễn Diễm. Hoa trắng size 2356 vậy em mấy chị. Áo em đang mặc còn size 5 thôi nha chị Cindy Hằng. Chị thích thì chị lấy cái quần vàng, em có cái quần vàng phối vô cho mình thành bộ nha. Rồi lên giùm em mã hoa trắng nè. Rồi áo này lên cho em mã đẹp. Áo này lên mã đẹp giùm em ha. Đẹp kèm size. Mã đẹp em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 6. Rồi chị nào chốt mã đẹp lên mã đẹp cho em nha.
Mã đẹp xe 1 cho tới xe 6. Rồi mã hoa tím. Mã hoa tím em còn xe 4 và xe 5. Hoa tím em còn 4 với 5 nha mấy chị. Rồi chốt hoa tím lên mã hoa tím giùm em. Hoa tím xe 4, xe 5. Em đang like là áo lẻ chị ơi, không có bộ. Rồi lên cho em mã họa tiết nè. Họa tiết em còn xe 3 với xe 5 nha. Rồi họa tiết xe 3, xe 5 giùm em. Họa tiết xe 3, xe 5. Rồi chốt cho em mã họa tiết 3 với 5 ha. Họa tiết em còn 3 với 5. Họa tiết xe 3, xe 5. Rồi áo này lên cho em mã bông vàng. Bông vàng em còn đủ size nha mấy chị nha. Rồi bông vàng đủ size giùm em. Bông vàng đủ size cho em từ 1 tới 6. Bông vàng em còn đủ size từ 1 tới 6. Rồi áo này lên cho em mã lá riêu. Hello Liên Trần. Mã lá riêu giùm em ha. Rồi lá riêu mấy chị. Lá riêu size 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em luôn. À không, lá riêu em còn từ 1 tới 5. Ủa còn 6 luôn mấy chị. Lá riêu còn 6 luôn. Không nha chị Huyền Nguyễn. Rồi chị nào chốt lá riêu lên cho em mã lá riêu. Rồi em qua áo dài. Qua áo dài bông quá chị ha. Chấm like hảo tim giùm em nha mọi người. Áo dài bông là em đang sale cho mấy chị là 185.000 một bộ nha. Áo dài bông. Gọi lên bộ bông vàng trước đi. Chấm like tấm like giùm em mấy chị ơi. Trắng đen phía sau là đầm nha chị Thi Lê. Áo em mặc mã lạ còn size 5 hả chị? Mã lạ còn size số 5. Rồi lên bộ áo dài bông. Bộ áo dài bông 210 em sale mấy chị là còn 185.000 một bộ. Mình lấy hai bộ em vẫn miễn ship luôn nha. Bộ áo dài này sale nhưng mà vẫn hỗ trợ ship cho mấy chị nếu lấy hai bộ này. Rồi lên em bộ hoa vàng mấy chị ơi. Nhớ còn sai gì nữa. Bộ hoa vàng em còn size 1 145. Rồi bộ hoa vàng em còn size 145. Chốt hoa vàng lên hoa vàng giùm em nha. Họ tiết số 3. Chị user 5326 lên số alo giùm em. Bà ba bên em là chỉ có quần ống rộng, không có quần ống nhỏ nha chị Hương Hà ngàn năm ơi. Bên em quần ống rộng thôi chị. Rồi bộ áo dài xem với chị 185. Chị nào chốt bộ này lên giùm em là mã áo dài bộ, bộ áo dài bông vàng cho em nha. Bông vàng em còn size cho mình là 145 nha mấy chị. Rồi bộ bông vàng em còn size 145. Chị nào chốt lên nhỉ. Đúng rồi thun luôn chị ơi, thun coi giảng luôn ha. Không có dây kéo nha. Em không may dây kéo, chồng vô cởi ra thôi. Đầm treo 175 nha chị Sương Nguyễn. Bên em là size số nha chị Thu Cúc. Mua cho em cái chiều cao cân nặng em báo size nha chị. Rồi mã bông vàng em còn size 145. Bộ này là 210, em đang sale với chị là 185.000 một bộ nha. Cái nào mà còn áo lẻ thì em nói, cái này em chỉ còn bộ. Bông vàng em còn size áo lẻ là 125 chị, nhưng bông vàng em hết áo lẻ, bông vàng em còn bộ ha. Rồi cái này hết quần rồi nè. Mặc cái quần vàng luôn. Nè. Rồi cái mã ruốc này mấy chị. Cái mã ruốc này là em còn size 2, 3, 4 áo lẻ và size 4 một nguyên bộ nha. Mã ruốc. Chấm like tim lên nhà em mấy chị ơi. Chị ơi 60kg cao bao nhiêu? Cho em cái chiều cao nha. Cho em cái chiều cao. Rồi chị user 5326 họ tiết số 3 lên số alo giùm em mới có đơn nha chị. Bộ là sale 185, áo 125. Hai bộ ba áo miễn ship. Rồi cái hồng ruốc này nha mấy chị nha. À đây. Hồng ruốc học được chứ quần này nè. Rồi chị nào chốt áo hồng ruốc lên nhìn em áo hồng ruốc. Áo hồng ruốc em còn size 2, 3, 4. Còn bộ hồng ruốc là nó sẽ đi với cái quần màu hồng ruốc luôn nha. Bộ hồng ruốc là em chỉ còn size số 4 thôi.
Bộ hồng rút em còn size số 4 thôi nha mấy chị. Đó là cái quần này nè. Còn size 2 với size 3 là em còn áo lẻ. Rồi chị nào chốt mã hồng rút lên cho em mã hồng rút nha. Bộ em còn size số 4, áo lẻ em còn size 2 với size 3. Chị Lan Rừng mặc size số 3 giùm em nha. Chị Thiên mặc cho em size số 3 là ôm á, em canh size ôm. Còn chị nào mà tự cảm thấy mình lớn tuổi hay là mình có bụng nhiều mình lên cho em size số 4 nha. Quần vàng quần trắng. Chị An Hoàng lấy size mấy chị? Chị An Hoàng bao nhiêu ký? Quần thì có size lớn nhất là size số 5 thôi chị. Rồi chị nào chốt mã ruốc lên cho em mã ruốc, hồng ruốc nha. Hồng ruốc là áo em còn 2 với 3, bộ em còn size số 4. Áo em còn 2, 3, 4, bộ em còn size số 4. Rồi bộ này lên chờ em là mã trắng cam. Bộ là 185, áo là 125 nha mấy chị. Bộ 185, áo 125. Rồi mã trắng cam này giờ còn được size 1 và size 2 thôi nha mấy chị ơi. Rồi trắng cam em còn size 1, size 2. Bông trắng cam em còn 1 với 2 nha. Rồi chị nào chốt trắng cam cho em mã trắng cam. Trắng cam size 1, size 2 giùm em mã trắng cam. Trắng cam em còn 1 với 2. Rồi bộ này lên cho em mã nhí cam. Trắng cam bộ cũng có, mã áo lẻ cũng có nha mấy chị. Nhưng mà còn 1 với 2 mã trắng cam thôi. Bộ này lên cho em mã bông nhí cam giùm em. Rồi mã bông nhí cam em còn size số 3 và size số 4. Mã bông nhí cam em còn size 3, size 4 nha mấy chị. Chốt nhí cam lên nhí cam cho em. Đúng rồi, kế bộ đó là đầm, chị nào xem đầm em đưa sơ qua họa tiết cho mấy chị xem. Có 5 họa tiết nha, chỉ 175 ngàn một đầm thôi nha. Ủa phải không ta, đúng rồi, 5 họa tiết bông. Đây 175 ngàn một đầm, đầm sơ mi nha, chất von lụa. Hàng cao cấp nha mấy chị ơi, bán cho mấy chị có 175 thôi. Đầm này resize nhúng eo. Trắng cam size 2 chị vừa á, chị Phương Trần. Nhúng eo nha mấy chị. Là eo 85 đổ lại, 85, 86 đổ lại cho em là mặc ok nha. Nè cái bản bo chung ở ngoài sau em may chung cho mấy chị nè. Đó mình resize, coi giãn thoải mái. Có được 5 họa tiết bông cho mấy chị ha. Đó, rồi có hai túi hai bên. Cái dây này là để thắt cái nơ ở trên ngay chỗ này nha mấy chị. Đó 175 ngàn một đầm thôi nha. Đầm có hai túi. Rồi em có mã hoa tím nè. Trời ơi, mã hồng này chút mặt cho nha. Dễ thương lắm, lịch sự dễ thương mà quý phái sang chảnh cực kỳ luôn. Mã hồng nè. Đó. Resize eo shop 86 đổ lại cho em là mặc được hết. Trời ơi, mã bi cam. Cái bông này, cái nền này mặc lên trắng da cực kỳ luôn. Có mốt ngực sẵn cho mình luôn nha. Rất là tiện, em may mốt ngực cho mấy chị luôn. Rồi, đó. Cam. Cam họ tiết nhí quá trời đẹp luôn. Ha. Cam nè, là ba họ tiết rồi đúng không? À, mã trắng đen ở trên canh nè. Đẹp quá. Đó. Ha. 175 ngàn một chiếc, hai chiếc miễn ship luôn nha. Rồi đợi tí em sẽ like qua đầm với chị. Rồi cái này lên cho em mã xanh lá đi. Hả, nhí xanh lá. Đẹp chưa? Hoa văn nào, họa tiết nào cũng đẹp. Rồi trắng cam 2 là chị lấy bộ hả chị Phương Trần? Chị lấy bộ hay chị lấy áo? Trắng cam 2. Ô trắng cam em còn size số 5 nữa nha. Mấy chị ơi, trắng cam em còn size 5. Ủa em còn mấy bộ của thích xả nữa nè. Trắng cam em còn size số 5. 125. Đầm 175 ngàn một đầm thôi mấy chị. Rồi trắng cam 2 cho chị Phương Trần. Chị Phương Trần có đơn nè. Chị một đầm trắng đen cho chị Hoa Thái ok chị. Một đầm trắng đen chị Hoa Thái. Chốt lên cho em đầm nha. 175 một đầm, hai đầm miễn ship. Rồi trắng đen chốt chị Hoa Thái. Dồn đơn. Dồn đơn hồi trưa ha chị. Rồi chị nào chốt. Đầm chị Amile mặc cho em đẹp thoải mái luôn nha chị. Tại vì đầm là resize. Em may là nó hàng là bo chung. Eo 86 đổ lại cho em là mặc vừa hết nha. Rồi lên cho em mã bông xanh bơ. Mã bông xanh bơ em còn size 2, size 3.
Bông sen bơ em còn 2 với 3 mấy chị. Linh đầm thôi. Đợi em một tí. Chị Xuân Thanh ơi, trắng cam 56kg cao nhiêu chị? Trắng cam 56kg chị cao nhiêu? Cho em chiều cao nha. Lá dài lụm thủng quá mấy chị ơi. Bồi ba sinh biển còn bộ số 2 trên canh đó chị Nguyễn Loan. Còn được đúng bộ số 2 trên canh đó chị. Đẹp sáo lá sáo. Đẹp sáo lá sáo cho chị Đoàn Kim Hương. Dồn đơn hồi trưa cho chị nha. Rồi Xuân Thanh mặc số 3 giùm em ha. Số 3 không còn mã trắng cam chị. Số 3 còn được cái bông cam sữa này, chị có lấy thì lấy nha. Ồ không phải, cái này số 1. Rồi lên cho em mã bông xanh bơ. Bộ bông xanh bơ em còn size 2 và size 3 mấy chị ơi. Bộ bông xanh bơ cho em size 2, size 3 nha. Chốt bông xanh bơ cho em mã bông xanh bơ size 2, size 3. Đẹp sáo lá sáo cho chị Kim Hương. Rồi đẹp sáo lá sáo cho chị Kim Hương này. Dồn đơn hồi trưa cho chị nha. Rồi có lã và nhí cam. Chị Phạm Thị Cúc 60kg mà cao nhiêu? 60kg mà cao nhiêu chị? Chị cho em thêm chiều cao đi. Một đầm trắng đen cho chị Amile. Lấy thêm không chị? Đầm đẹp lắm luôn. Đảm bảo với chị nhận cái đầm là gì? Đầm trắng đen có mấy cái thôi mấy chị ơi. Tại cái này em mới lên thử nên em không có lên số được. Một mẫu em lên tầm chừng 20-30 trái à. Rất là áo họa tiết chị không lấy nữa hả chị Kim Hương. Rồi chị nào chốt mã xanh bơ giùm em nha. Bỏ vàng đang mặc là 210, em đang sale với chị là 185 ngàn một bộ. Chất thun co giãn không có may dây kéo nha, chỉ là chồng vô cởi ra cho em thôi nha. 65kg mà eo 86 đổ lại cho em là mặc được nha chị Đăng Dung. Rồi ok chị Đoàn Kim Hương. Lấy bộ xanh biển số 2. Chị Nguyễn Loan lên số alo dùm em là có đơn nha chị. Rồi chị Phạm Thu Cúc 60kg mét 56 mặc dáng gọn mặc ôm lấy số 3 nha chị ha. Còn thích thoải mái hay là lớn tuổi thì lên cho em size số 4 nha. Lên đầm tiếp đi rồi đợi em sau mấy hai bộ, ba bộ dài nữa thôi là em qua đầm. 175 ngàn một đầm mấy chị. Siêu đẹp. Rồi chị Nguyễn Loan một bộ này đúng không chị? Bộ này 170 sale 24 nha. Lưu ý mua hàng sale là không bao ship nha mấy chị nha. Rồi còn bộ đó em chốt chị Nguyễn Loan. Chị lấy xanh bơ số 3. Rồi chị Xuân Thanh cho em số alo đi chị Xuân Thanh. Xuân Thanh lên số alo giùm em ha. Lên cho em mã và nhí cam nè. Nhí cam em còn bộ thôi nha mấy chị. Rồi nhí cam em còn bộ số 3 với bộ số 4. Nhí cam em còn bộ size 3, size 4 giùm em nha. Cam này là cam đất mấy chị nha. Mặc lên nó sáng da lắm nha. Trắng da cực kỳ. Rồi chốt lên cho em mã nhí cam. Nhí cam em còn size 3 với size 4. Lên giùm em mã nhí cam mấy chị. Nhí cam size 3, size 4 giùm em. Rồi chị nào chốt nhí cam cho mã nhí cam. Xuân Thanh lên số alo giùm em đi chị Xuân Thanh. Xanh bơ 3 chị Xuân Thanh lên số giùm em nha. Nếu lễ của Vũ Tây Phòng mới lên xong luôn chị Thoa Nguyễn. Mới lên xong luôn chị. Một bộ thì ship 25, hai bộ miễn ship. Còn hàng nào mà em giảm sâu rồi á, ví dụ như bộ 170 sale 140 rồi là không có bao ship nha chị. Còn riêng bộ áo dài này giảm giá nhưng mà em có bao ship nha. 1m66, 63kg mặc số 3 giùm em nha chị Hoa Lan Tím. Em chào chị Trúc Kim. Chất phun co giãn nha mấy chị. Mặc đầm đi em, đợi em tí xíu nha. Đợi em tí xíu rồi lên tiếp cho em mã hoa nâu. Mã vàng nâu giùm em. Cho chị một cái áo bông nâu lẻ. Không có áo bông nâu lẻ chị. Xuân Thanh, Xuân Thanh lên số alo đi chị Xuân Thanh. Lên số alo giùm em chị đẹp ơi. Nhí cam số 3 chị Thu Cúc lên số alo giùm em ha. Rồi bộ này chốt cho em mã vàng nâu.
Vàng nâu em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Vàng nâu em còn size 1, 2, 3, 4, 5 nha mấy chị. Rồi với cam 3 chị Thu Cúc có đơn nè. Rồi cái mã vàng nâu dùm em ha. Quần 3 cái size số 5 trắng cam vàng. Chị An Hoàng đơn, chị An Hoàng mấy bạn gọi chốt đơn cho chị chưa? Chị có dẫn mấy bạn lấy dùm em không chị? Ấy là đơn của chị á, là đã gọi chốt đơn em lấy chưa ha? Rồi ok chị Xuân Thanh. Bộ em mặc lên dùm em mã vàng nâu. Trắng đen 52kg đổ lại mặc thoải mái luôn chị. Trắng đen đó 65kg, eo 86 đổ lại cho em là mặc được nha. 175.000 một đầm thôi. Đầm trắng đen á, chị nào chốt lên cho em mã đầm trắng đen. 175.000 một đầm. Rồi chị nào chốt bộ dài đang mặc lên cho em là mã vàng nâu. Mã vàng nâu dùm em ha. Vàng nâu 12345. Vàng nâu 12345. Gọi rồi mà chị không dặn quần hả chị An Hoàng? Gọi rồi, nhiều khi hàng đi đơn rồi đó chị. Để mai nếu mà chưa đi đơn thì em bỏ thêm quần nha. Còn đi đơn rồi thì em gửi đơn sau được không? Rồi em lên một bông nữa là hết. Bông này lên cho em là mã hoa xanh, bổ dài hoa xanh. Em không có áo dài in hoa sen nha chị Thu Cúc ơi. À, áo dài hoa sen là em có hoa sen thiêu mà để đi chùa, có mẫu để đi chùa thôi. Rồi chấm like cho em mấy chị, chuẩn bị em qua đầm nè mọi người ơi. Ai xem đầm chấm like hoặc bấm xem đầm giùm em để em biết số lượng người xem em like nha. Lên cho em mã hoa xanh. Hoa xanh em còn size 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Hoa xanh em còn được bộ số 6. Rồi chị nào chốt hoa xanh lên mã hoa xanh giùm em. Hoa xanh size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chốt hoa xanh lên mã hoa xanh giúp em nha. Bộ này lên cho em mã hoa xanh. Em chào chị Bích Thuận. Rồi chốt hoa xanh lên hoa xanh giùm em mấy chị. Đi đơn rồi, vậy là quần bây giờ là em đi đơn sau nha chị An Hoàng. Đi đơn sau nha chị. Rồi chị nào chốt ok chị An Hoàng. Chốt cái đầm quên cái áo dài em đang mặc lên cho em là bộ hoa xanh hoặc áo hoa xanh giùm em. Bộ hoa xanh size 1 cho tới size số 6. Áo hoa xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho em nha. Rồi em lên hết áo dài bông rồi đó chị. À còn bộ đỏ. Bộ đỏ. Bộ áo dài đỏ em còn size 3, 4, 5. Bộ áo dài đỏ em còn size 3, 4, 5 nha. Chị nào chốt bộ áo dài đỏ, áo dài đỏ cho em bộ hoặc áo. Áo dài đỏ size 3, 4, 5 hoặc bộ. Chị bộ hoa xanh. Rồi chị Thu Hương ơi, chị bao nhiêu ký, cao nhiêu cho em chiều cao cân nặng ha. Cho em chiều cao cân nặng để em lấy size nha chị. Rồi mã hoa đỏ. Đỏ này mấy chị mặc đi lễ cưới hoặc là mặc tết cho em được nè. Tại vì đỏ này ở trên áo này nó có họa tiết hoa mai nữa mấy chị. Chấm like, còn sao like chấm like thả tim nè em mấy chị ơi. Chị nhận hàng đẹp, cảm ơn chị Bích Thuận nha. Áo em đang sale 125, bộ 185 nha mấy chị. Nhìn em mặc là chắc thun co giãn nha. Không có chồng vô ở quên, không có dây kéo. Chồng vô cởi ra giùm em thôi. Rồi lên giùm em mã đỏ, bộ áo dài đỏ hoặc là bộ thì chốt bộ áo chốt áo em còn size 345. Rồi đỏ ha, lên giùm em áo dài đỏ bộ hoặc áo giùm em nha. Thu Hương ơi, chị chốt hoa xanh, chị cho em cái chiều cao cân nặng đi chị. Đèo số alo giùm em mới có đơn nha. Xe 6 em còn duy nhất cái hoa xanh thôi chị An Hoàng. Xe 6 còn mã hoa xanh là hoa đỏ không còn nha chị nha. Rồi chị nào chốt đỏ cho em mã đỏ. Đỏ em còn 345. Đỏ em còn 345 thôi ha. Ôi chấm like thả tim lên giùm em mấy chị. Chị Thu Hương chốt không cho chiều cao cân nặng, em không có lấy size được nha chị ơi. Rồi em qua đầm. Chấm like mấy chị. Thu Hương là mặc cho em size số 2, đầm hoa xanh 2. Áo quần áo dài hoa xanh 2 không còn chị ơi. Áo dài hoa xanh 2 hết rồi chị. Hoa xanh em còn 3 không à. Hết 2 rồi. 2 còn xanh bơ. Rồi, lên giùm em đầm đi mấy chị. Đầm 175.
Mét 55, 55kg eo bao nhiêu vậy chị Thu Hương? Rồi đây mấy chị nha, đầm á, là em may bo chung ngoài sau lưng, là eo 86 đổ lại là mấy chị mặc được hết ha. Chất lụa mango loại 1 cho em. Đầm này tên đó là đầm sơ mi, mấy chị có được 5 họa tiết cho mấy chị ha. Cho chị số 3. Rồi chị lên số alo giùm em đi chị Thu Hương. Lên số alo giùm em nha chị. Lên giùm em số alo nha. Rồi chị nào chốt đầm trắng đen, đầm trắng đen giùm em. Lên cho em đầm trắng đen dây đâu ta. Đầm em may cho mấy chị lụa mango loại 1 có độ co giãn nhẹ nhẹ, bo chung ở đằng sau nha, lên eo rất là đẹp luôn mấy chị. À, dáng nó là dáng tùng nhẹ nhẹ vậy nè, dáng A á mấy chị ha. Rồi chỉ có 175 ngàn một đầm thôi. Đúng rồi, lên số trên like giùm em chị. Đó 4 là chị Hình Lan, là lấy áo hay lấy bộ vậy chị Hình Lan? Rồi em thắt cái nơ kìa. Rồi chị nào chốt đầm đen trắng thôi nha, em đầm đen trắng nha, em còn được 3 chiếc đen trắng thôi ha. Đen trắng thì còn được 3 chiếc thôi mấy chị. Rồi chị nào chốt đen trắng thì mã đen trắng thì em 175 một chiếc. Eo 86 đổ lại cho em là mặc được. Eo 86 đổ lại mặc thoải mái cho em nha. Rồi chị nào chốt đầm đen trắng. Trời ơi, đầm này mấy chị mua, mấy chị chắc mua nhiều rồi đúng không? Cái chất liệu này mà mấy chị mua một chiếc đầm như thế này không bao giờ dưới 240 một chiếc nha mấy chị nha. Rồi bộ đỏ size 4 cho chị Huỳnh Lan. Bỏ bộ đỏ size 4 chị Huỳnh Lan. Đầm trắng đen, chị Nguyễn Nga ơi, đầm này là riêng size nha chị, eo 86 đổ lại cho em là mặc được nha. Bầu 4 5 tháng mặc thoải mái cho em luôn nha mấy chị. Nè, nhìn nè. Đó, eo 86 đổ lại là mấy chị mặc được ha. Rồi chị nào chốt đầm trắng đen, đầm trắng đen giùm em 175 một chiếc, hai chiếc miễn ship luôn nha mấy chị. Chị Nguyễn Nga, đơn của mình chắc là đang đi đơn đó, chị chờ giùm em ha, gọi chốt đơn rồi là đang đi đơn nha chị. Chị Nguyễn Nguyễn Nga bên top top ơi, đầm trắng đen là chị eo bao nhiêu, eo 86, eo 86 đổ lại cho em là mặc được nha. 175 một đầm, hai đầm miễn ship. Cho chị một cái đầm giá 75, 175 nha chị, cái đầm này 75 chắc em đi tông em luôn quá à. Áo dài size 6 em còn được mã hoa xanh này, em lấy cho chị An Hòn một áo nha. 175 ngàn một đầm thôi mấy chị, lịch sự không? Đó, rất là lịch sự với mấy chị luôn. Có túi luôn. Cái bo eo nè thoải mái cho mấy chị mặc luôn nha. Không có sợ chập đâu mấy chị. Eo 86 đổ lại cho em là mặc được ha. Chị Nguyễn Nga ơi, đầm trắng đen là chị eo bao nhiêu để em chốt coi có được không nha. Hello chị Hình Hiền. Rồi một đầm trắng đen nha chị Hình Hiền. Rồi đầm trắng đen còn được 2 chiếc. Còn chiếc trên cân nữa mấy chị. Chốt đi ha, trắng đen quá trời đẹp luôn. Tại vì cái này em mới lên, em mới lên mẫu thử nên em không lên số lượng nha. Rồi chị nào chốt đầm trắng đen, đầm trắng đen nha mấy chị. Đầm trắng đen cho chị Quang Minh một đầm nè. Vô đơn hồi kia cho chị. Đầm trắng đen eo 78 thì Thúy Diễm cho em số nha. Chị Thúy Diễm cho em số. Lụa mango loại 1 có độ co giãn nhẹ nhẹ cho em nha mấy chị. Resize bo chung cho em nha. Eo 86 đổ lại mấy chị mặc thoải mái. Eo 86 đổ lại cho em mặc thoải mái giùm em nha. Ở mấy nàng mà bầu bì 4 năm tháng hoặc 6 tháng mà bụng nhỏ nhỏ hơi lúc lúc mặc cũng ok, vừa đẹp vừa lịch sự được nha. Rồi, chị nào chốt thì em đang mặc là em của em 64 chị. Nên em ở đầm trắng đen. Rồi đầm trắng đen chị Kiều Thúy một đầm nè. Rồi Kiều Thúy một đầm. Còn một đầm nữa thôi nha. Eo 86 đổ lại giùm em. Rồi Kiều Thúy Nguyễn có đầm, có đơn rồi chị. Rồi chị Mai Nguyễn Thị một đầm là em hết cái đầm đen này nha mọi người. Em qua mã hoa khác cho mấy chị.
Rồi em hết mã đầm đen nha. 175 một đầm, hai đầm miễn ship. Ôi đặc biệt là em may mốt ngực cho mấy chị nữa. Chị nào mà mình ngại mặc áo trong, nó ngực sẵn cho mình luôn nha. Ngại mặc áo trong ngực sẵn luôn, mặc rất là thoải mái. Rồi hết đầm đen rồi nha chị Mai Võ. Hết đầm trắng đen rồi nha mấy chị, để qua hoa khác cho nha. Cái này của chị Kiều Thúy Nguyễn một đầm nè. Rồi còn cái đầm em che trên canh là của chị Mai Nguyễn Thị. Rồi em hết đầm trắng đen ha. Em qua cho mấy chị họ tiết này. Đây mấy chị, lên họ tiết này giùm em. Cái này mấy chị chốt cho em mã cam đất đi ha. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái vòng cái đầm này mặc lên là sáng da, trắng da cực kỳ. Sang, bao sang luôn. Vậy là em lấy luôn nguyên bộ áo dài đó cho chị nha chị An Hoàng. Ok chị, vậy là em bỏ cái quần đó vô luôn ha. Rồi cái này chốt cho em mã cam đi mấy chị. Lên nhà em mã cam. Chị nhận đồ rồi, đẹp lắm cưng. Cảm ơn chị Thúy Hà nha. Đúng rồi, hai đầm em miễn ship luôn mấy chị. Cảm ơn chị Thúy Hà. Rồi chị nào chốt cam lên mã cam giùm em cả nhà. Lên cho em mã cam. Lên cho em mã cam, hết đầm trắng đen rồi mấy chị. Cam giùm em nha. Đẹp quá. Rồi lên cho em mã cam đi cả nhà. Hàng này là Risa chị ơi, L86 đổi lại cho em là mặt đẹp. Tại em may là bo chung nha. Rồi L86, bầu bì 4-5 tháng mặc được luôn nha chị. Em đang like này chị Dòng Sông Lặng. 175 đầm đen lên canh hết rồi, qua cái mã hoa văn này giùm em nha. Rồi chị nào chốt mã cam lên cho em mã cam. Cái này là họ tiếp bi nè mấy chị. Họ tiếp bi cam cho em nha. Rồi chốt cam lên nhà em cam. Cam kèm size quen với miệng. Cam cho em 6L86 đổ lại là mặt đẹp. Không chị ơi, họ tiếp bông không à. 6-7kg chị ơi, 6-7kg nếu mà eo chị 86, nếu ví dụ như chị cao 1m6 mấy, L86 đổ lại là chị mặc được hết nha. Rồi đầm trắng đen hết rồi chị Vân Lê. Trời mấy chị chốt trắng đen nhiều ha. Em để qua cái đây, cái này cũng bằng giá. À, có họ tiết nhưng mà nó khác mẫu nha, cũng bằng giá. Thích trắng đen đúng không? Em qua cái hoa văn này cho mấy chị. Rồi chị nào chốt cái cam em mặc lên em cái cam nha mấy chị nha. Cam. Trời trắng đen thì em còn, em có nhưng mà là qua một cái mẫu khác cho em nha. Đẹp chưa? Ờ cái chất nó mát rùi rùi cho mấy chị. Cái này là cổ bèo cho em nè. Cái phần trước em xếp ly cho mấy chị mấy ly gì luôn. Cũng tất cả các mẫu đầm em may cho mấy chị là có bức ngực sẵn hết nha. Ờ. Rồi chị nào chốt cái này thì lên giùm em. Đây. Mã trắng đen cái mã kia hết rồi mấy chị. Qua cái mã này giùm em nha. Cũng L86 lại cho em vừa. Đầm em mặc lên cho em mã cam mấy chị nha. Mã cam giùm em. 72kg không vừa nha chị Nhàn ơi. 72kg không vừa chị. Rồi chị nào chốt cam lên giùm em mã cam mấy chị, lên cái tím đi. Để lên cái tím đã. Rồi lên giùm em mã tím. 175 một đầm. Hai đầm miễn ship mấy chị ơi. Hai đầm là bao ship cho mấy chị luôn. Nhận cái đầm về mà viền luôn nha. Nên ra cái giá trị cái đầm 175 mấy chị là quá là rẻ. Rồi em lên cho mình tím nè. Chị Nhàn là không vừa đầm rồi chị, 72kg eo chị mình 90 mấy, 92 hay gì đó là không vừa rồi. Rồi chị nào chốt đầm tím lên đầm tím giùm em nha. Lên cho em mã tím. Lên cho em mã tím đó chị. Tím kèm size cho em. Rồi chị nào chốt lại lên cho em mã tím. L86 đổ lại nha chị Tùng Phụng. Em mình bao nhiêu? L86 đổ lại cho em là mặt đẹp. Rồi chị nào chốt tím giùm em mã tím. Đầm tím giùm em. Lên cho em đầm tím nha. L86 đổ lại cho em là mặt đẹp. Rồi chị nào chốt đầm tím lên cho em đầm tím nha chị. Đầm tím kèm. Không có kèm sai đâu mấy chị ơi, cái này resize em quen miệng á. Hết đầm đen. Rồi đợi tí em lên cái đen kia cho. Rồi chị nào chốt hoa tím lên mã hoa tím mấy chị ha. Hoa tím kèm sai giùm em nha. Ấy nói sai rồi. Đầm tím cho em nha.
L86 đổ lại mặc vừa, hàng này là hàng resize, em may là bao lưng chung ở thằng sao cho mấy chị nè ha. Rồi bầu bì 4 5 tháng mà thoải mái, chất lụa mango loại 1, co giãn nhẹ nhẹ cho em nha. Mấy chị thấy không? Hàng rất là xịn sò luôn. Rồi chốt hoa tím cho em, mã hoa tím anh chị 175 một đầm thôi. Mấy chị mà mua cái đầm dạng này ngoài là mấy chị biết 240, 280, thậm chí có shop bán tới 320 một đầm ha. Em bán chi ông mấy chị có 175 thôi, hai đầm miễn ship luôn. Rồi lên nhà em đầm tím đi mấy chị. Đầm tím giùm em nha. Vậy cái quần này em bỏ cho chị An Hoàng luôn nè. Cái quần số 6. Đầm tím em có 4 chiếc thôi mấy chị ơi, chốt đầm tím lên đầm tím giùm em. 175, 175 mấy chị. 5 chiếc. Lên nhà em đầm tím. Quần đen là quần bà ba hay gì chị Hồng Phương, quần đen bà ba em có nha. Đầm tím cho chị Dung, Trần Kim, ok chị. Rồi chị nào chốt đầm tím lên đầm tím giúp em mấy chị nha. Đầm tím giùm em. Đầm tím ha, L86 đổ lại mấy chị mẫu đang like. Lỡ L86 đổ lại mặc được ha. Rồi em lên cho mấy chị mã xanh lá. Đầm này lên cho em mã xanh lá. Quần bà ba em có màu đen nha chị. Rồi lên mã xanh lá cho em nha. Lên cho em mã xanh lá. Áo có mút ngực sẵn luôn nha chị ơi. Rồi lên xanh lá đi cả nhà. Xanh lá. Đầm đang mặc lên cho em mã xanh lá nha. Quần bà ba là 75 ngàn một quần chị. Rồi chốt xanh lá lên giùm em xanh lá cả nhà. Xanh lá giúp em nha. Xanh lá, xanh lá. Lên cho em mã xanh lá. Đầm đen trên canh hết rồi, đợi em qua mẫu khác có đầm đen nữa cho mình chốt. Ồ cái này L86 đổ lại cho em thôi chị. Bon chen xíu 88 cũng được, còn mà chơi eo trên 90 là không có vừa. Em không có chuyên mà áo dài tùm lum mẫu đâu chị Phạm Cúc ơi, em là em bán bà ba. Khi nào mà có lô bà ba mà khi nào mà có lô vải đẹp, vải bông đẹp thì em sẽ lên một lô áo dài cho mấy chị. Chứ em không có bán đủ thứ các mẫu áo dài ha. Rồi chị nào chốt đầm xanh lên giùm em đầm xanh nha. Lên cho em mã xanh. Mã xanh giùm em. Mai gửi luôn kêu chị Mai. Rồi em lên giống chị mã hồng nữa là em qua mẫu. Chốt lên cho em mã xanh. Rồi cái này lên giùm em mã hồng. Lên mã hồng giùm em. Nó lâu lâu sẽ có một lô áo dài bông thôi chị. Chứ em không có chuyên áo dài tùm lum. Đang bây giờ là em đang lấn sân qua đầm. Rồi lên giùm em hồng nha. 175 chị, 175. Rồi lên giùm em hồng cả nhà. Rồi chị nào chốt hồng lên hồng giùm em. Đúng rồi, cổ sơ mi nha chị, rất lịch sự luôn. Tắt nơ vậy cho em luôn. Rồi lên hồng đi cả nhà ơi. Đầm em mặc lên giùm em mã hồng nha. Cái nền hồng nhạt nhạt rất là đẹp. Rồi hồng đi mấy chị ơi. Chốt hồng lên giùm em mã hồng ha. Hồng giùm em rồi em qua mẫu. Lên cho em mã hồng. Rồi em lên cho mấy chị đầm dáng bèo này nha. Cổ bèo áo Shipley. Cái này là vải lụa mango loại 1 nha chị Hình Thí. Nói chung bao đẹp, có độ co giãn nhẹ giùm em nha. L86 đổ lại là mấy chị mặc đẹp. Rồi chị nào chốt hồng lên nhà em hồng. 175 ngàn một đầm, hai đầm miễn ship. Rồi chốt cái này lên trên mã hồng nha. Hồng giùm em ha. Rồi em qua mẫu. Rồi em lên cái đen này mấy chị nè. Dạ đen trắng em canh hết rồi nha chị. Chị nào thích đen thì qua tiếp cái mẫu này giùm em. Rồi cái này là mấy chị chốt cho em cái mẫu này là đầm cổ bèo đi ha. Có nút ngọc trai gài cổ sau lưng nè. Đó, ngoài sau lưng gài nút lại cho em nha. Cổ bèo áo dập ly nè. Cũng dán nó là dán xòe nha mấy chị, dán A. Rồi chị nào chốt cái này lên cho em mã gì ta. Lên cho em mã sọc đen đi, đầm đang lên lên giùm em mã sọc đen. Hồi nãy chị nào chốt cái đầm kia không được qua cái đầm này nha mấy chị. Rồi cái này gài nút là cái cổ nó sẽ bo lại cho mấy chị nha. Rồi chị nào chốt cái này lên cho em.
Đẹp quá luôn em. Lên cho em mã sọc đen đi mấy chị. Nè cái phần áo chỗ đây ha, là ship 3 ly cho mình nha, 3-4 ly gì đó. Có túi luôn. Rồi cái này eo 88 được quá mấy chị. Eo rất là thoải mái. Màu bí con chen cho em được luôn ha. Eo 88 đổ lại là mấy chị mặc được nè. Rất là thoải mái, tính ra mà em mặc nó còn hơi rộng rộng luôn. Rồi chị nào chốt lên giùm em là mã sọc đen đi mấy chị. Sọc đen, sọc đen. Hồi nãy chị Hoa Thái có một cái làm đen rồi đó. Chốt luôn cái đen này hả? Rồi một cái sọc đen cho chị Hoa Thái. Lên giùm em mã sọc đen mấy chị ha. Chị Hương sọc đen cho em. Có 175 ngàn một lầm. Sang ơi là sang. Sọc đen cho em mấy chị. Áo dài cổ vuông tay vòng. Hồi lúc em lên đâu đó thì mấy chị đòi cổ tròn. Cổ tròn, tay dài, tay thường. Lúc em lên cái gì ta? Lúc em lên cổ vuông á thì đòi là cổ tròn, lúc lên cổ tròn thì đòi là cổ vuông. Đen trắng đang treo mẫu đó hết rồi chị Anh Huỳnh ơi. Mẫu đó còn hoa văn khác thôi. Đơn chị Hoa Lục Bình đi đơn rồi chị. Rồi chị nào chốt mã đen sọc, sọc đen lên nhìn em nha. Sọc đen. Rồi đầm này em lên hoa văn cho mấy chị luôn. Sọc đen. Rồi cái này mấy chị lên cho em mã hồng phấn. 175 một đầm mấy chị ha. Eo 88 đổ lại cho em mặc được. Eo 88 đổ lại chốt được ha. Rồi chị nào chốt cái này. Nè nhìn cái phần bo chung của nó nè mấy chị. Đó, là người mình eo tới đâu mặc giãn ra tới đó, nhưng mà giới hạn cho mình là eo 88 đổ lại thôi nha. Đen trắng đang treo hết rồi nha mấy chị ơi. Rồi chị nào chốt chiếc này lên cho em mã hồng phấn. Dáng xòe rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi lên mã hồng phấn hoa lụa mango cho em nha. Hồng phấn giùm em nè. Rồi đầm này mấy chị lên cho em mã vàng nhạt. Chiếc này lên cho em mã vàng nhạt mấy chị. Đẹp quá. Vàng nhạt giùm em mấy chị ha. Rồi lên cho em mã vàng nhạt nha. Vàng nhạt giùm em. Vàng nhạt. Cái này mấy chị đi tiệc đi chơi hoặc thậm chí là mấy chị hay mà thích mặc đầm á, cà phê cà pháo gì cũng đẹp mấy chị ơi. Sang chưa? Rồi lên cho em mã vàng nhạt. 175 một đầm, hai đầm miễn ship. Lên đơn luôn giùm em mấy chị ha. Số lượng một mò một bông có mấy cái hả? Em không có lên nhiều tại vì gì em mới lên tử thôi. Hồng phấn cho chị Dung Kim. Sọc đen chốt chị Lo Nguyễn. Eo 88 đổ lại cho em là chốt thoải mái đi mấy chị. Không có sợ chặt đâu nha. Rồi một sọc đen, một hồng phấn. Hồng phấn của chị Dung Trần. Hồng phấn là kiểu giống như em đang mặc nè chị Dung Trần Kim. Hồng phấn là kiểu như em đang mặc ha. Hay là chị thích hồng phấn kiểu nào? Không, vàng nhạt là kiểu này luôn chị. Tức là em đang lên một họa tiết mà quên một mẫu mà nó có được 5-6 họa tiết vậy đó. Để em mặc vàng nhạt cho, vàng nhạt kiểu giống như em đang mặc luôn. Và bao bông nguyên bộ em còn size 5 và size 6 à. Em còn 5-6 nè. Sọc đen của chị Loan Nguyễn. Đầm tím cho chị Kim Chi. Hello chị Kim Chi. Rồi đầm tím em chốt cho chị Kim Chi. Rồi cái tím sơ mi này cực đẹp luôn nha mấy chị ơi. Áo dài là em đang sale 185 ngàn một bộ á chị. Cái vàng nhạt đẹp lắm chị Dung. Mà giống mẫu em mặc nha. Em đang lên mẫu em mặc mà nó có được là 5 họa tiết bông cho mấy chị. Mã sọc đen, mã hồng phấn, mã vàng nhạt cho em nè. Chốt lên trên mã vàng nhạt. Đẹp quá chưa? Vàng nhạt giùm em nha. Rồi vàng nhạt 5-6kg, mặc vừa chị. Eo 86 đổ lại cho em mặc vừa. Cái này mà thằng này là em moi cho mấy chị là bo chung. Eo 86 đổ lại là mặc cho em thoải mái. 86-88 mặc được nha. Bầu bí 4-5 tháng, 5-6 tháng mới bụng lúc lúc là cũng mặc được. Đây nha chị nha. Mặc thoải mái cho em luôn nha. Đó resize, tại vì em may là có hung co giãn cho mấy chị. Rồi lên một con nhí đỏ giùm em nha.
Đẹp quá, đẹp quá. Nhí đỏ 175 một đầm thôi mấy chị. Ra thị trường là gấp đôi nha mấy chị. Ra shop là đồ gấp đôi. Hàng này là em tự thiết kế, tự may nha mấy chị nha. Đó. Rồi lên cho em mã nhí đỏ. Nhí đỏ nha. Đầm đang mặc lên cho em mã sọc đen. Vàng nhạt cho chị Dung Trần Kim. Rồi lên cho em mã nhí đỏ nha mấy chị. Tất cả là dáng cùng xòe về cho em hết nè chị. Đó. Rồi nhí đỏ. Rồi trời ơi, cái này lên giùm em mã xanh nha. Hoa xanh cho em đi. Hoa xanh. Đẹp chưa? Lên cho em mã hoa xanh. Có túi luôn chị. Bao đẹp. Ừ, xuất sắc. Có túi luôn nha, hai túi luôn. Rồi vàng nhạt. Vàng nhạt em chốt cho chị Dung Trần Kim. Mặc vàng nhạt đi em, ok chị. Chấm chấm like hả Kim giúp em với mấy chị. Em 86 đổ lại cho em mặc được hết nha mấy chị ơi. Lên nhí đỏ hả? Rồi em mặc cái nhí đỏ nha. Chị nào chốt cái đen sọc em đang mặc lên, em mã đen sọc. Dồn đơn cho chị thêm một quần đen giả váy. Ok chị Dương Quang Minh nha. Rồi em lên nhí đỏ nè. Ờ, đi sai chị tắm, eo 88 đổ lại mặc được. Nhí đỏ giùm em nha. Lên cho em mã nhí đỏ. Áo bà ba em có mẫu bông mới về đó chị. Cổ vuông. Một quần một áo một đầm miễn ship hả? Một quần một áo một đầm. Chị ơi để em coi lại nha. Tại đầm là em tính theo đầm. Một bộ với một đầm. Ờ à, thôi ok chị luôn. Trời ơi, cái nhí đỏ lên đẹp mấy chị. Rồi, chị nào chốt nhí đỏ lên mã nhí đỏ cho em nha. Chị Lê Tuyền ơi, chị mua thì chị cho em cái chiều cao cân nặng. Thì vừa thì em báo vừa, còn không vừa em báo không vừa nha chị. Chị hỏi gì em trả lời nó rất là vòng lòng vòng luôn. Còn chị lên giùm em cái chiều cao cân nặng là em sẽ ban cho chị một cái size chính xác cho chị liền. Rồi, lên mã nhí đỏ giùm em ha. Nhí đỏ mấy chị. Nhí đỏ, nhí đỏ. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào chốt nhí đỏ lên nhí đỏ cho em nha. Em là 44kg 1m55 nha chị. Cái này là resize, không có theo cái chiều cao cân nặng đâu. Cứ em 86 đổ lại là mấy chị mặc được. Rồi chốt nhí đỏ lên mã nhí đỏ giùm em. Nhí đỏ cho em nha. Rồi hoa vàng nè. Lên cho mấy chị mã hoa vàng. Chấm chấm like mấy chị. 56kg 1m6 thì bộ bà ba bông chị mặc được size số 3. Nhưng mà bộ bà ba bông em không còn size 3 chị ơi. Bà ba bông bây giờ em còn được 2 bông size số 4, còn lại là size số 5 thôi. Size 5 với size 6 thôi chị. Rồi em lên mã vàng nhạt. Đầm em mặc lên trên mã nhí đỏ. Nhí đỏ thì em ha, rồi mã vàng nhạt nè. Lên trên mã vàng nhạt mấy chị. Cái đen trắng trên canh hết rồi nha người đẹp ơi. Rồi lên mã vàng nhạt giùm em. Loại có dây còn màu gì? Loại có dây nào chị? À, loại sơ mi ha, loại cổ sơ mi ha. Chị thích bà ba bông thì em có áo lẻ mẫu mới về đó chị, nó có nhiều bông đó. Còn mẫu bộ thì em hết rồi ha. 175 một đầm, 2 đầm miễn ship chị nha. Resize eo 86 đổ lại. Chị Dung ơi, hồi nãy là chị lấy cái hoa tím rồi đúng không chị? Cái hoa tím rồi đúng không? Giờ là em còn 3 cái hoa tím này nè. Rồi, vàng nhạt giùm em. Lên giùm em mã vàng nhạt mấy chị ơi. Vàng nhạt cho em nha. Chất lụa mango mấy chị. Eo 86 đổ lại cho em mặc thoải mái. Eo 86, 88 đổ lại mặc cho em thoải mái nha. Tại em may là bo chung. Em không may theo cái bảng size. Cứ eo 86 đổ lại là mấy chị mặc ok. Bộ bà ba xanh là 170, em đang sale 140 nha chị. Rồi đây chị, cái đầm mà kiểu cổ sơ mi có dây buộc nơ nè. Là em có mã xanh lá cho em nha, nhí xanh lá đi ha. Chị nào chốt đầm này lên cho em mã nhí xanh lá. Đồng giá 175 một đầm. Chị chốt nhí đỏ.
Rồi chị lên số alo giùm em đi chị Nguyễn Huê. Đơn qua có gọi chốt đơn cho mình chưa chị? 5951 áo ba tỳ mẫu nha chị Hoa Lan Tím. Rồi em còn mã nhí xanh lá nè chị Dung ơi. Rồi chị nào chốt chốt luôn nha, nhí xanh lá giùm em. Là cái mẫu giống như cái đầm đen em đang treo đó. Rồi nhí xanh lá, mã cam, bi cam giùm em. Rồi lên cho em mã bi cam. Bi cam, bi cam. Xanh lá dồn đơn như chị Nguyễn Loan một đầm nè. Rồi bi cam giùm em. Lên cho em mã bi cam với xanh lá cho chị Dung. Bi cam với em với chị. Rồi chốt lên cho em mã bi cam nha. Hàng này em may có mức ngực sẵn cho chị luôn. Chị dặn em nhưng mà em không quên dặn mấy đứa không biết nó người có gọi điện chốt đơn cho chị không nữa. Để mai em hỏi lại nha chị. Rồi nhí xanh lá chị Nguyễn Loan dùng đơn với xanh lá chị Dung. Rồi em còn 5 cái nhí xanh lá thì nha chị. Nhí lá chị Dung nè. Mùa hoa xanh phía sau hết chú 1 chị Ngũ Thủy Hồ. Bộ đó đang sale 140 nhưng mà còn bông khác chị xem không? Xem thì em lên cho xem. Rồi chị Nguyễn Hoan là một nhí đỏ. Một nhí đỏ cho chị Nguyễn Hoan. Nhí đỏ cho chị Nguyễn Hoan. Đầm em mặc lên cho em mã là vàng nhạt cho mấy chị. Đầm vàng nhạt giùm em ha. Vàng nhạt cho em nha. Rồi ok đợi em tí xíu chị Ngũ Thủy Hồ. Em tí xíu. Rồi cái này là bi cam cho em nha chị. Chốt lên cho em mã bi cam. Chị nào chốt bi cam mã bi cam gì nè. Lên cho em mã bi cam ha. Bi cam, bi cam. Ok chị. Rồi bi cam giúp em mấy chị ơi. Bi cam. Rồi cái họ tiếp nữa là mã hồng. Đầm này lên giờ em mã hồng. Rồi lên mã hồng cho em nha. 13 quần đen ở phía sau là áo 85 quần 75 nha chị, cái đó áo lẻ phối với quần đen trắng. Rồi lên hồng giùm em. Lên cho em mã hồng. Đó. Là em có em còn 4 họ tiếp này nha. 175 chị. Sáng chị nhận đơn bữa trước rồi. Ok chị 5951 chị tên gì? Chị tên gì á chị đẹp? Rồi. Được chưa mấy chị ơi? Rồi tạm thời ngưng đầm em qua bà ba tí em lại lên đầm tiếp với chị nha. Đầm em mặc là lên cho em mã vàng nhạt với chị. Đầm em mặc kiểu khác, đầm em đang cầm là kiểu cổ sơ mi một nơ trước nha. Rồi qua mẫu lên cho mấy chị một mẫu bà ba sale ha. Xong một chiếu nữa em sẽ lên áo và áo đầm tiếp nha. Chiếu nữa sẽ lên đầm tiếp. Rồi bộ bà ba 5D hoa sen, bộ này 170 em sale 140. Lưu ý giùm em là cái bộ này sale là không có bao ship nha mấy chị. Phí ship 25.000 cho một đơn giùm em nha. Em lên cho mình màu đỏ đi. Chị ơi áo 85 quần 75 là mẫu đó, chị lấy một bộ thì cộng thêm 25.000 tiền ship vô giùm em nữa nha. Là nhiêu? 85, 75, 160, 185 chị. Cả 25.000 tiền ship nữa. Là 185. Rồi bộ em đang lên mấy chị. Bộ bà ba hoa sen. Bộ bà ba 5D hoa sen cổ tim. Bộ này 170 em đang xem mấy chị là 140 ha. Rồi màu đỏ em đang mặc em còn cho mình là size 1 nè. Đỏ em còn 123, 123, 45, 6 luôn mấy chị. Rồi mã đỏ em còn 123456. Chốt đỏ lên đỏ giùm em. Đỏ 123456 nha. Đỏ 123456. Đúng lần sau cũng có hoa sen luôn nha chị. Rồi đỏ 123456 lên giùm em vàng. Vàng em còn 12345. Vàng em còn 12356 hết size số 4. Rồi chị nào chốt vàng cho em mã vàng. Vàng 12356. Rồi chốt bộ vàng không bộ vàng cho em nha. Vàng 12356. Vàng em còn 12356.
Màu xanh ghi. Màu xanh ghi cho em mấy chị. Rồi xanh ghi em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 6. Cái này là vải thun nha chị. Vải thun ha. Rồi lên cho em mã xanh ghi. Xanh ghi size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mã xanh ghi giùm em. Xanh ghi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mẫu cổ vuông ngày nào cũng like mà xem bụi. Đâu có thấy em lựa đâu. Bộ em mặc là màu đỏ chị. Lên mã đỏ. Vải thun nghe chị Giang Huỳnh ơi. Chị ta Trần bữa trước em nhớ chị có hỏi rồi, 75kg mà size 6 cho em nha chị. Lên lại áo vông đợi em tí nha. Chị Nguyễn Loan, chị bao nhiêu ký cao nhiêu chị? Đặt cái mẫu này phải cho em cái chiều cao cân nặng nha. Cái mẫu này thì có size, không phải như đầm nó resize thì nó khác. Còn bà ba này nó có size, chị mua thì cho em cái chiều cao cân nặng coi chị mặc size nào nha chị. Chị Cúc Trắng ơi, chị bao nhiêu ký? Mình mấy chị ngộ lắm, mua thì cho em chiều cao cân nặng đi, em báo size lại cho mình. Không lên đâu, cứ hỏi em size này nhiêu ký, size kia nhiêu ký không à. Chị mặc số 2. Rồi xanh ghi 2 cho chị Nguyễn Loan. Xanh ghi 2 cho chị Nguyễn Loan nè. Em chào chị Phương Linh nha. Ghi 2 cho chị Nguyễn Loan. Không chị, em chỉ chốt trên like thôi. Rồi chị nào chốt xanh ghi. Xanh ghi em còn 1, 3, 4, 5, 6. Xanh ghi 1, 3, 4, 5, 6. Lên cho em màu hồng dâu. Màu hồng dâu size 3, 4, 5, 6 giùm em mã hồng dâu. 80kg 1m7 mặc được size số 6 chị. Đó, phải vậy, cứ lên vậy là em trả lời ngay liền là mình mặc size nào. Mới gì hỏi chi em phải trả lời lòng vòng xong rồi mình lại suy nghĩ rồi vậy là mình mặc size mấy ta. Đó, cứ lên chiều cao cân nặng giùm em để em báo size cho mình liền luôn ha. Rồi hồng dâu, xanh biển trên canh. Hồi nãy chị nào chốt? Xanh biển trên canh hồi nãy của ai? Không phải của chị Nguyễn Loan đâu. À, của chị Nguyễn Loan, ok chị. Ok chị Nguyễn Loan, xanh biển canh của chị Nguyễn Loan. Rồi lên giùm em đi mấy chị. Màu hồng dâu, ồ ok chị Nguyễn Loan nha. Hồng dâu giùm em mấy chị ơi. Hồng dâu em còn size 3, 4, 5, 6. Rồi màu cam. Vậy số 1 còn nhiêu đó màu thôi đó. Chị Ngũ Hủy Hồ. Có nha chị Thúy Duy. Hết này em xem qua mẫu đó luôn chưa. Rồi màu cam giùm em size 1, 2, 3, 4, 5, 6 màu cam. Đầm ở sau lưng 175 mà cái họ tiết đó hết rồi chị Diễm Nguyên. Còn họ tiết khác chị. Lên giùm em là màu cam. Cam cho em nha. Rồi đó chị Ngũ Quý Hồ size 1 còn nhiêu đó chị. Cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi em lên cho mấy chị hai cái tông xanh nữa. Là hết màu mẫu này. Rồi em qua mẫu. Cam 1 cho chị Ngũ Quý Hồ. Chị Thúy Nhi bao nhiêu ký cao nhiêu vậy chị? Rồi lên cho em mã xanh biển nha. Xanh biển size 3, 4, 5, 6 dùm em. Xanh biển em còn size 3, 4, 5, 6. Bộ em đang like là 170 sale 140 mấy chị ha. Rồi mã xanh biển dùm em đi mấy chị. Mã xanh biển size 3, 4, 5, 6. Chốt cho em mã xanh biển. Trời ơi, ta lên nãy giờ. Cái đầm này hết rồi nè, ta lên nãy giờ luôn. Đợi tí xong này lên lại nha em ơi. Lên hồi nãy giờ. Chị xem màu gì vậy chị Phương Linh? Xanh biển giùm em nha. Xanh biển em còn size 3, 4, 5, 6. Rồi cái này lên gì em mã xanh dương. Ủa hả này giống nhau hả? Xanh biển. Rồi cái này lên cho em là xanh ngọc mấy chị. Xanh ngọc em còn 3 với 4. Và xanh ngọc em còn 3, 4, 5. Rồi xanh ngọc em còn 3, 4, 5. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Hiền Nguyễn. Xanh biển đẹp ghê, ừ mà hết số 1 chị. Rồi lên em bộ xanh ngọc. Không có xanh lá chị Annie Đặng. Có xanh biển với xanh ngọc. Bộ này 170 em đang sale là 140 đó mấy chị. Rồi bộ xanh ngọc giùm em ha. Chị lấy một xanh ghi. Rồi
chị mặc số 6 nha, ta trần lên số alo giùm em. Hết luôn số 2 chị ngủ quỷ hồ. Số 2 của chị kia còn bộ chị mới chốt đó. Chị xem đầm phía sau. Chị Hiền Bùi, chị eo mình bao nhiêu, đầm phía sau em 86 đổ lại thôi chị. Đỏ còn mấy size? Đỏ số 1 em còn được 2 bộ này chị. Phải không ta? Ờ đúng rồi, đỏ số 1 em đang mặc còn được đúng 2 bộ nghe chị. Phương Linh có lấy thì lấy chị. Lên gì em mã xanh ngọc, xanh ngọc em còn 3456. Xanh ghi em còn size 13456, xanh ghi này chị. Ok chị Hiền Bùi, để em tí xíu nha. Rồi chị ta chặn là bộ xanh ghi size số 6. Ủa rồi hết xanh ghi 6 rồi ta chặn rồi. Xanh ghi em còn tới size 5 mà. Chị ta chặn eo bao nhiêu coi size số 5 mặc được không chị? Mẫu này Liên Trần mặc số 1 nha Liên Trần. Xanh ghi nè chị Andy Đặng. Chị ta Trần ơi, cái eo mình bao nhiêu chị? Mẫu này size số 5 là eo cho mình được 94 đổi lại á chị, vừa không? Rồi bộ này là gì em mã xanh ghi. Xanh ghi đây nè chị Andy Đặng ơi, chốt xanh ghi lên xanh ghi cho em nha. Xanh ghi đầm sau lưng 175, đỏ số 2 với số 3 còn luôn chị. Ủa em coi lại coi. Rồi đỏ không còn, đỏ số 2 thì còn mà số 3 thì hết rồi nha chị ơi. Chị hàng sale bây giờ nó không có còn đủ số lượng luôn chị. Rồi xanh ngọc 3 cho chị Annie Đặng. Cam 1 của chị Ngũ Vĩ Hồ này. Cam 1. Hết rồi Liên Trần xanh dương, chỉ còn xe 3, 4, 5, 6 thôi. Cái này cho chị Ngũ Vĩ Hồ. Xanh ngọc 3 cho chị Anh Ni Đặng. Rồi xanh ngọc em còn 4, 5, 6 nha. Xanh ngọc còn 4, 5, 6. Chị ta Trần ơi, chị cho em cái vòng eo của mình thử coi, em coi bộ này chị mặc được số 5 không nha. Nếu mà không mặc được số 5 thì size 6 màu đỏ mới chốt được thôi. Màu xanh thì xanh ghi em hết size 6 rồi nha. Xanh ghi em hết size 6 nha chị. Xanh ghi em hết số 6. Xanh ghi còn size 1345 thôi. Vậy em chốt cho chị một bộ đỏ này size 6 nha. Còn xanh ghi không có, lấy qua xanh biển hay xanh dương gì được không chị? Lấy hoa xanh biển hay xanh dương gì được không? Áo dài còn mẹ còn ít, em mới like xong rồi chị xem lại màu vàng. Rồi vàng em còn 1 2 3 5 6. Vàng em còn 1 2 3 5 6 mấy chị ha. Vàng 1 2 3 5 6 giùm em nha. Rồi chị Hiền Bùi ơi, còn xem like chấm like giùm em cái, đưa lại cái đầm họa tiết trên canh cho mình coi nè chị. Còn bộ vàng số 1 lấy luôn đi chị Ngũ Vĩ Hồ. Hôm nay quá là rẻ mấy chị ơi. Rồi em lấy cho chị size số 6 đó, chị ta Trần là em chốt chị được đỏ thôi. Còn xanh ghi hết số 6. Chị chốt qua xanh dương hay xanh biển gì được không? Vàng 1 cho chị Ngũ Vĩ Hồ nè. Vàng 1 cho chị Ngũ Vĩ Hồ. Đỏ em đang mặc là em còn 1, 2, 4, 5, 6 mấy chị. Hết size số 3. 1, 2, 4, 5, 6. Rồi đỏ 2 bộ cho chị Phương Linh là em hết đỏ 1. Rồi đỏ 2 bộ số 1 chị Phương Linh. Ok chị Phương Linh nha. Rồi hết mẫu này. Chị nào xem tiếp cái mẫu 5D cổ vuông á, sale 140 á thì em lên luôn, còn ít em lên luôn. À bộ bà ba bông đi ha. Bộ bà ba bông sale 115, còn mấy bộ size 5 size 6 lên luôn, chị nào size 5 size 6 mình chốt nha. Xả luôn mấy chị ơi. Rồi cho chị Phương Linh 2 bộ. Rồi lên bộ bà ba bông 145. 145 xe mấy chị là 115 nè. À,
này, cái phiếu này để em lưu lại nha. Và chị bơm hàng lần tí nữa bị bơm lần hai rồi. Chấm like mấy chị. Chấm like tim tim tim. À đầm phía sau đây để mặc cái rồi em đưa cái họa tiết lại cho chị coi nha. Đầm phía sau em còn được 3 họa tiết này, 4 họa tiết nha chị. 175.000 một đầm nhìn đây. 175.000 một đầm, mặc cái tím lại đi. Rồi mặc lại cái tím cho mình. Cái này là chất lụa mango nha. Chị lấy thêm size số 2. Thêm size số 2 bộ màu đỏ ha chị Phương Linh. Thêm size 2 màu đỏ hả chị? Hay màu gì? Rồi lưu ý giùm em, đầm này là em may bo chung ngoài sau lưng cho mấy chị. Eo 86, 88 đổ lại là mấy chị mặc được nha. Không, à, em gọi chốt đơn nha mấy, cho địa chỉ đi đơn nha chị. Cái đen phía sau nãy lên là hết đen rồi nha. Chị nào thích đen thì qua cái kiểu khác giùm em. Rồi chị nào chốt đầm tím thôi nha, đầm tím. Đầm đồng giá 175 mấy chị ha. Rồi tím em còn được 3 chiếc, chị nào chốt tím lên tím mấy chị. Lên cho em mã tím. Eo 86 đổ lại cho em nha. Là mặc ok. Bầu mấy tháng mặc cũng được nha mấy chị. Chị Diễm bao nhiêu ký cao nhiêu chị ơi? Chị bao nhiêu ký cao nhiêu chị lên giùm em đi ha. Em báo sai cho nha. Rồi em còn mã tím. Mã cam. Mã cam giùm em. Có mất ngực sẵn luôn nha mấy chị. Em có may mất ngực sẵn mấy chị luôn. Rồi mã cam giùm em nè. Lên cho em mã cam. Hai cọng dây muốn bỏ được không hả? Được chị ơi. Trời được. Đập cái chỉ vô đây rút cọng dây ra đập chỉ lại là ok nha. Không thích cọng dây đập bỏ cục dây đi cũng được. Không vấn đề gì hết ha. Tại vì cái cọng dây là em chỉ xẻ một đường vậy để em thả cọng dây vô, em đạp lại thôi, không thích thì rọc một cái đường chỉ lấy cọng dây ra đạp chỉ lại xong ha. Không ảnh hưởng gì hết. 75kg 1m50 chị mặc cho em size số 6. Chị Diễm bộ đó còn size số 6 á. Bộ xanh gì? Bộ xanh biển em còn size 6, chốt lên cho em xanh biển 6. Rồi tím kem. Nhí xanh lá. Nhí xanh lá giùm em nha. Cái cọng dây dễ thương nhiều nghĩ sao bỏ vậy trời. Rồi nhí xanh lá giùm em nè. Chị Thúy Kim, chữ háo gì chị Thúy Kim. Bộ bà ba chị mặc cho em size số 2 nha chị. Còn đầm thì chị mặc ok hết nha. Rồi cho em mã nhí xanh lá. Nhí xanh lá giùm em. Đúng rồi, đầm dáng A dễ mặc. Rồi cái nữa là cho em mã hồng. Rồi còn 4 họ tiết đó mấy chị. Bảo em đang like có 4 họ tiết nha. Bộ này là 170 sale 140 chị nha. Rồi có túi nha chị, có túi. Rồi lên mã hồng giùm em. Chốt lên cho em mã hồng. Được chưa, 175 một đầm, 2 đầm miễn ship luôn. Rồi chị nào chốt hồng lên hồng. Đó còn 4 hoa văn đó nha chị. Ờ cái gì đó. Hiền mùi. Tím, hồng, cam, nhí xanh lá giùm em. Rồi lên bộ bà ba bông nè, còn mấy bộ. À, đỏ hai chị Phương Linh. Eo 68 vừa không vừa chị. Eo 86 đổ lại, eo 62 đổ lên là mặc được hết. Em là eo 64 đó. Rồi đỏ hai chị Phương Linh. Bo chung là dễ mặc lắm chị. Cái eo giới hạn như đó đổ lại là mặc được. Đen trắng hết rồi chị Phương Thảo. Đen trắng em còn cái kiểu khác. Kiểu đó hết. Rồi bộ này 145 sale 115 nè. Em còn vài bộ lên cho mấy chị luôn nha. Mã nhí đỏ đang mặc em còn được size số 2. Size số 2 và size số 5. Rồi bộ bông nhí đỏ đang mặc em còn được size 2, size 5. Bộ bông này form nhỏ mấy chị nha, size 2 cho mấy chị 52kg lại thôi. Số 5 cộng bộ này chị Hiền Ngọc Phạm. Bộ này 145 em đang sale mấy chị là còn 115 đó. Chốt lên giùm em. Phương Thảo thích đen thì qua cái mẫu này nè, cái hoa văn nó gần giống vậy đó. Kiểu nó khác một tí. Em không thích dây thì em lấy một cái này không có dây cho mình nè. Rồi đây nha.
này chốt lên mã sọc đen, đầm này chốt lên mã sọc đen ha. Ai cũng quá trời quá đất là đẹp luôn. Cổ này là cổ bèo tròn gì nè, có dây nút gài phía sau nha. Hồi chưa chị Phương Linh có lấy bộ em mặc rồi. Đây nha Phương Thảo nha, thích thì chốt cái mã sọc đen này nè, nó không có dây cho mình luôn. Hàng sale thì phí ship 25 ngàn cho một đơn nha chị Diễm. Hàng sale phí ship 25 ngàn cho một đơn giùm em nha. Rồi mã nhí đỏ em còn một bộ số 2, một bộ số 5. Lên cho em nhí đỏ size 2, size 5. Nhí đỏ 5 cho chị Huyền Ngọc Phạm. Rồi nhí đỏ còn bộ số 2 đây nha mấy chị. Còn bộ số 2 đây nè. Rồi lên giùm em mã nhí hồng. Nhí hồng em còn size 5 và size 6. Nhí đỏ hết rồi chị Phương Linh, hồi chưa chị lấy được một bộ rồi đó. Hồi chưa được bộ là em hết luôn rồi đó, còn bộ mới chốt là hết luôn rồi. Hai bộ và ba với cái đầm. Không chị Nguyễn Loan, tại vì hai bộ và ba của chị là hàng sale rồi chị. Hàng sale là em không có miễn ship nha. Giờ chị lấy thêm một cái đầm hay là thêm một bộ gì mà không có sale á thì mới miễn ship được. Còn tính ra hàng sale rồi, nó không có nằm trong cái hệ thống mà em miễn ship nha chị. Rồi nhí hồng giùm em. Nhí hồng em còn size 5 và size 6. Nhí hồng 5-6 giùm em đi chị ha. Nhí hồng em còn 5-6. Bộ nhí đỏ 2 chị Phương Thảo là em hết mã nhí đỏ. Em hết mã nhí đỏ nha. Bộ em mặc là 145, em đang sale 115, chị còn mấy bộ à. Rồi nhí hồng 5 cho chị Huyền Ngọc Phạm. Là Phương Thảo có đơn thử hồi chưa với hồi nào vậy Phương Thảo ơi? Chị hai bộ với đầm, nhưng mà hai bộ là hai bộ sale chị Nguyễn Loan. Hai bộ sale em không có tính trong đơn miễn ship. Hàng miễn ship là hàng không tính hàng sale mấy chị. Sale bộ giảm 30 ngàn, tính ra mình có một cái đầm với mấy hai bộ sale đâu, không có tính vô nha chị nha. Rồi cái này em chốt cho chị Huyền Ngọc Phạm. Ví dụ mình mua 10 bộ này em cũng không miễn phí nữa. Bình thường 170 bán có 140 hà. Chủ ý em nói không? Rồi nhí đỏ hết rồi mấy chị ơi, nhí đỏ hết. Em còn nhí hồng. Nhí hồng còn 5-6. Nhí hồng em còn 5-6. Rồi bộ này lên cho em là mã sọc nghe mấy chị ha. Mã sọc em còn size 4 và size 5. Ủa size 6 hết rồi đó. Bộ này lên cho em mã sọc size 4, size 5. Chị Loan cẩm là chị bị ẩn lận rồi chị ơi. Lên cho em mã sọc. Sọc em còn size 4 với size 5 ha. Chốt bộ sọc lên bộ sọc giùm em nha. Rồi bộ sọc em còn size 4 và size 5. 87kg không vừa rồi chị Thu Nguyễn. Nhí đỏ 2 hết rồi nha chị Tâm Hiếu ơi. Rồi lên cho em bộ sọc em còn 4 với 5. Bộ sọc size 4, size 5 rồi bộ hoa vàng. Bộ hoa vàng em còn size số 5 thôi ha. Nhí hồng 6 hết rồi chị Cúc ơi. Hết rồi Kiều Dung. Lấy 5 mã bông gì vậy chị Phương Linh? Lấy 5 là mã bông gì? Mã bông gì chị? Rồi size 6 không còn bộ nào luôn chị Cúc trắng. Rồi lên cho em mã hoa vàng size 5. Hoa vàng 5 giùm em. Thế sáng hết không còn con nào hết đó chị. Rồi lên cho em mã hoa vàng. Hoa vàng em còn size 5 rồi hết mấy chị ơi. Bộ bông em còn nhiêu đó ha. Hoa vàng 5 giùm em. Bộ bông em còn nhiêu đó. Chị cốt trắng hồi nãy chị nói gì bao nhiêu ký chị? Rồi hết bộ bông. Không Kiều Dung ơi, mỏng bông là hết luôn rồi. Bây giờ chỉ còn áo lẻ thôi nha chị. Thích thì mua áo lẻ đi. Áo lẻ thì mẫu mới về đó. Còn nhiều bông cho mình ha. Rồi cái này của Phương Thảo. Rồi em qua bộ 5D còn một ít cho mấy chị nè.
80kg 1m7 là chị chỉ vừa mẫu này thôi chị. Còn mẫu mông chị cũng không vừa size 6 nữa. Mẫu này thích thì còn size 66 cho mình lựa nè. Chỉ có mẫu này thôi nha. Mẫu khác size 6 chị cũng không vừa. Tại vì cái mẫu này form to nha chị. Rồi em lên cho mấy chị bộ cổ vuông nha. Bộ cổ vuông 170 cũng sale 140 luôn. Nằm đâu rồi ta? Rồi cổ vuông còn mấy bộ lên cho mấy chị luôn nè. Chấm like mấy chị ơi. Bông size 5 chị lấy bông gì chị Phương Linh? Bông size 5 em còn mã sọc, mã bông vàng với lại mã nhí hồng á chị. Còn ba bông đó à. Size 5 còn nhí hồng, mã sọc với lại mã bông vàng. Cái hoa tím hồi trưa là em lấy áo ba hoa tím size số 2 hả? Rồi lên giờ em mã cam sữa. Bộ cam sữa em còn cho mình là size số 2 và size số 5 nha. Rồi bộ cam sữa em còn size 2, size 5. Cam sữa em còn size 2, size 5. Rồi chốt cam sữa đi, mã cam sữa. Bộ này 170 sale 140. Rồi cam sữa em còn 2 với 5 nha mấy chị. Cam sữa size 2, size 5. Bộ này lên cho em là mã xanh coban. Là xả cái đó ra đúng không? Chị bỏ qua cho khách khác. Tím hồi chưa like không còn luôn. Rồi xanh coban giùm em nha. Xanh coban em còn 5 với 6 nha mấy chị. Xanh coban size 5 size 6. Xanh coban 56. Chữ Hiền Phạm có số rồi nha. Cốt trắng ơi chị 80kg 1m7 đúng không chị? Eo của mình 96 không chị ơi? Eo 96 98 đổ lại mẫu này mặc được cho em size số 6 nha. Rồi sọc 5 cho chị Phương Linh. Sọc 5 chị Phương Linh. Chị chốt xe 3 bông nào chị lên còn số 3 thì chốt. Mà như số 3 chỉ còn một cái mã đỏ đô thôi em ơi. Áo đỏ cho chị xem. Áo đỏ gì vậy chị Kim Úc ơi? Lấy bộ xanh em cầm xe 6. Rồi bộ xanh cô ban 6 chốt cho chị Cúc Trắng. Cô ban 6 chị Cúc Trắng. Mai mốt may đồ bộ thung lỗ cổ vuông tay lỡ chị Trang Thùy. Bộ cổ vuông tay lỡ hẹn chị 3 ngày nữa sẽ có hàng nha chị đẹp ơi. Trời chúng mẫu mật phải 3 ngày nữa có hàng cho mình. Chậm nhất là 3 ngày còn thôi là sẽ 2 ngày nữa là sẽ có bà ba bông thun lỗ nguyên bộ cho mình nha. Mới nhận áo bà ba đẹp lắm. Cảm ơn chị Trâm Phạm. Rồi bộ em đang like là 170 sale 104. Bộ hoa vàng 5 Trang Huỳnh lên số alo chị ơi. Trang Huỳnh không có số. Hoa vàng 5 quần trắng là chị lấy áo lẻ hả chị? Trang Huỳnh từ trưa giờ chốt đơn không lên được số. À rồi chị Thoa Nguyễn đợi em dơ thêm 2-3 bông nữa thôi là hết mẫu này rồi. Em lên áo và ba bông lại cho nha chị. Rồi chị nào chốt bộ này lên xem mã xanh coban em còn size số 5 và size số 6 nè. Coban 56. Rồi xanh ngọc giùm em nha. Xanh ngọc. Bộ xanh ngọc em còn size 2 4 5 6 mấy chị. Bộ xanh ngọc size 2 4 5 6 giùm em. Chị Loan Cẩm mặc số 4 em một bộ mặc hết số 4 rồi nha. Rồi lên cho mã xanh ngọc mấy chị. Đó sau lưng là bán nguyên bộ chứ không có bán áo lẻ nha chị Kim Út. Rồi bộ xanh ngọc giùm em còn size 2, 4, 5, 6 mã xanh ngọc. Xanh ngọc size 2, 4, 5, 6. Màu hồng dâu. Hồng dâu em còn size 4 và size 6. Bộ hồng dâu em còn size 4, size 6. Xem lại đầm tím. Rồi chị Tâm Hiếu ok chị đợi em tí. Lên cho em mã hồng dâu.
Hồng dâu em còn size 4 và size 6. Mới nhận áo và ba rồi đẹp. Cảm ơn chị Trâm Phạm nha. Rồi hồng dâu size 4 size 6 giùm em ha. Hồng dâu em còn size 4 và size 6. Hồng dâu 4 6 mã đỏ đô cho em nè. Rồi lên cho em bộ đỏ đô. Bộ đỏ đô em còn size 4 5 6 nha mấy chị. Rồi size 3 là không còn bộ nào luôn rồi đó. Bộ đỏ đô size 4 5 6 giùm em. Không mẫu em mà không có màu đen chị nha. Có màu xám. Màu xám bây giờ em còn được size 4 và size 5 thôi gì á. Bộ xám mà. Mới cầm bộ xám đâu ta. Ở đây. Bộ đỏ đô giùm em mấy chị. Đỏ đô em còn 4 5 6. Rồi chị nào chốt bộ đỏ đô lên giùm em bộ đỏ đô nha. Bộ đỏ đô em còn size 4 5 6. Đỏ đô 4 5 6 đầm tím đâu à. Đầm tím đây nha chị nha, chị nào chốt đầm tím lên đầm tím giùm em 175. Đầm 175 nha mấy chị. Chốt đầm tím lên nha em đầm tím. Đầm tím đây chị nha. Rồi chị nào lấy đầm tím lên đầm tím cho em. Đầm là 175, eo 86 đổ lại cho em mặc đẹp. Eo 86 đổ lại cho em mặc được nha. Rồi chốt đầm tím cho em đầm tím cổ sơ mi ha. Dán giống như cái đầm đen em đang treo á. Rồi đây nha chị Tâm Hiếu nha. Chốt lên đầm tím giùm em. Rồi bộ xám em còn được bộ số 4 nè. Chị nào chốt xám 4 lên mã xám 4 cho em luôn nha. Bộ xám size số 4 lên cho em mã xám 4. Bộ xám đẹp chưa? Xám em còn size số 4. Chị bộ em đang mặc, chị bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy chị Châu ơi? Lên cho em mã xám. Xám em còn size 4. Rồi màu trắng em còn size 4 và size 5. Bộ trắng em còn size 4, size 5. Chốt bộ trắng lên em bộ trắng 4, 5 nha mấy chị. Bộ trắng em còn size 4 và size 5. Lên em bộ trắng 55kg cao nhiêu vậy chị Châu ơi? Cho em thêm cái chiều cao ha. Em coi chị mặc số 2 có vừa không nha. Đơn hồi trưa chưa chốt tới đâu chị Trần Thủy. Rồi bộ sáng 4 cho chị Mai Cao. Bộ trắng em còn 4-5 đó chị ha. Bộ trắng em còn 4-5. Đầm tím 175 nha cô Út ơi. Bao đẹp bao sang luôn. Rồi 55kg hết 50 phải mặc số 3 nha chị Châu ơi. Mà em hết số 3 rồi chị. Số 2 này chị mặc hơi bị kích cái chỗ ngực. Số 4 chị Mai Cao. Rồi em qua lại áo lẻ và ba bông cho mấy chị nè. Đó mẫu này em lên hết màu rồi đó mấy chị. Nó còn nhiêu đó màu thôi. Chấm like mấy chị. Đầm còn mẫu khác không? Còn nhiều mẫu lắm. Mười mấy mẫu lận mấy chị ơi. Mười mấy mẫu lận. Chị chờ em lên nha. Sáu hai ký thì mặc số 4 chị. 57kg mặc số 3 giùm em. Nhưng mà mẫu đó size 3 không còn á. Rồi lên cho mấy chị áo và ba lẻ. Phối quần đen trắng 75.000 một quần, 85.000 một áo nha mấy chị ơi. Áo và ba bông thun lỗ. Rồi lên lại cho em. Áo này mấy chị lên cho em mã họa tiết. Rồi áo này 75.000. Nói lộn rồi. 75.000 một quần, 85.000 một áo mấy chị ha. Rồi áo họa tiết em còn cho mình là size số 3 và size số 5. Áo họa tiết em còn size 3, size 5 và size 6. Rồi chị nào chốt áo họa tiết lên áo họa tiết cho em nha. Mẫu em đang like là 85.000 một áo. Cái này là áo lẻ nha mấy chị, phối quần đen hoặc quần trắng giùm em. Rồi bông đang mặc lên cho em mã bông họa tiết. Đây nha chị Thoan Nguyễn ơi, còn xem like chấm like cho em nha. Rồi họa tiết em còn size cho mình là 356. Bông tím em còn cho mình size số 4 và size số 5. Bông tím em còn size 145. Rồi chốt bông tím, mở bông tím cho em mấy chị ha. Bông tím size 145 giùm em ha. Lên cho em mã hoa tím em còn size 145. Mã đẹp.
Mã đẹp kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên cho em mã đẹp. Mã đẹp size 1 cho tới size 6 mấy chị. Rồi chốt mã đẹp lên mã đẹp giùm em ha. Mã đẹp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áo em mặc rồi lên cho em mã họa tiết nha chị ơi. 79kg không vừa người đẹp ơi. 79kg không vừa mẫu này rồi. À bộ và ba bông xe số 6 trời ơi. Còn ba bộ nhét vô đây. Đi hốt luôn về. 68kg mặc số 5 nha chị Tuyền Nguyễn. Chốt lên cho em họa tiết 5. Họa tiết 4 hết rồi chị. Họa tiết em còn size 1, 3, 5, 6 giùm em nha. Cái nào còn size nào em đọc á, mấy chị để ý cái size giùm em. Rồi mã đẹp đi cả nhà. Mã đẹp size 1 cho tới size 6 là nhiều em mã đẹp. Rồi hoa trắng nè. Hoa trắng em còn size 2, 3, 5, 6. Hoa trắng em còn size 2, 3, 5, 6. Bộ xanh phía sau chị Loan Cẩm ơi. Chị mua cho người bao nhiêu ký cao nhiêu? Nếu mà 57kg thì lấy số 3, còn 62kg thì lấy số 4 chị. Nãy trả lời chị rồi đó. Rồi lên giùm em bộ áo này nha. Lên cho em mã bông trắng. Bông trắng em còn size 2, 3, 5, 6 mã bông trắng. Rồi bông xanh lá giùm em luôn. Bông xanh lá size 1, 3, 4, 5, 6. Bông xanh lá size 1, 3, 4, 5, 6 nha mấy chị. Rồi chốt bông xanh lá là bông xanh lá giùm em nha. Bông xanh lá size 1, 3, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 57kg thì lấy số 3 cho em nha chị. Rồi lên cho em mã hồng đi cả nhà. Hồng em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 6 nè. Rồi chốt mã hồng lên mã hồng cho em nha. Hồng size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên cho em mã hồng. Rồi bông này lên giùm em mã bông nhí xanh. Mã bông nhí xanh. Bộ xanh phía sau số 4. Lên số alo giùm em nha chị. Họa tiết 4 là không còn nha chị ơi. Là chị không có áo họa tiết 4 đâu nha. Mình comment mà khi nào em nói ờ em chốt cho chị á thì mình mới chốt được. Còn mình chốt mà em không nói gì em kêu hết rồi là mình không có đâu nha chị. Bông tím số 4 cho chị Nguyễn Thị Dung. Chốt mà em kêu em có đặt tên chốt đơn thì mới có. Rồi chốt mà em kêu hết thì đâu có đâu chị. Rồi tím 4 cho chị Nguyễn Thị Dung. Áo em đang like là 85 1.000 một áo nha chị ơi. Rồi lên cho em mã nhí xanh. Nhí xanh size 1, 3, 4, 5, 6 hết size số 2 nha mấy chị. Rồi nhí xanh size 1, 3, 4, 5, 6 rồi đây. Nhí xanh size 1, 3, 4, 5, 6. Bộ xám hết rồi nha chị. Bộ xám 4 em hết. Lên cho em mã bông nhí xanh. Bông nhí xanh size 1, 3, 4, 5, 6. Rồi chốt lên cho em mã bông nhí xanh size 1, 3, 4, 5, 6. Mã bông nhí xanh. Áo này chị lên cho em là mã lá riêu. Lá riêu size 1 cho tới size 6 giùm em ha. Lá riêu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị ơi bây giờ em chốt cho chị được một bộ xanh này thôi. Ok thì lên số alo giùm em nha. Lâm VV ở tỉnh nào vậy Lâm VV? Em ở tỉnh nào? Chị 5482 giờ em chốt chị được bộ xanh này nè. Ok thì lên số alo giùm em. Bộ xanh này là 170 em đang xem 140 nha mấy chị. Rồi lên giờ em mã bông lá xà, lá riêu. Lá riêu 1 2 3 4 5 6. Rồi mã này lên cho em mã lạ. Áo này lên mã lạ giùm em nha, mã lạ em chỉ còn size 5 thôi. Mã lạ em còn size số 5. Rồi chốt mã lạ. Mỹ Tho Tiền Giang phải 3 ngày nha Lâm Vy. Là hàng đi hôm nay. Mai mốt. Ngày mốt. Có thể ngày mốt giao là nhanh nhất. Còn trục trặc gì nhiều khi hàng chậm gì á thì qua bữa kia. Nói chung là từ 3 tới 4 ngày á. Rồi em chốt bộ xanh biển phía sau cho chị user 5482. Bộ xe số 4 ok chị nha. Bộ đó là xe 140 nha. Bộ này là xe 140. Xe 4 là 60-65kg nha chị. Mã lạ còn size 5 rồi chị Lê Vy. Mã lạ em còn mỗi size số 5 rồi chị ơi. Hết size 4 rồi. Hết các size luôn rồi. Mã lạ em chỉ còn size số 5. Rồi lên giùm em mã hoa vàng. Mặt nhí xanh là ok.
Lên em mã hoa vàng ha. Áo em mặc là họa tiết. Họa tiết em còn size 3 với size 5, size 6. Họa tiết size 3, 5, 6 giùm em ha. Họa tiết 3, 5, 6. Rồi lên hoa vàng đi mấy chị. Hoa vàng đủ size từ 1 tới 6. Chốt cho em mã hoa vàng. Hoa vàng đủ size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên mã hoa vàng cho em nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mã hoa vàng. Rồi hoa vàng đi mấy chị. Lá rêu 4 cho chị Dung. Hoa vàng giùm em nha. Lá rêu 4 cho chị Dung. Mẫu em đang like 85 ngàn một áo chị ơi. Mẫu này là giá 90 á. Áo cách tông bông là 90 mà em bán chỉ có 85 thôi ha. Chất phung lỗ co giãn nha chị. Rồi hoa vàng với hồng 4 cho chị Navy. Hoa vàng với hồng 4 cho chị Navy hai áo. Rồi em hết mã hồng. Áo mặc lên trên mã hoa vàng nha chị. Navy. Quần đen quần trắng 75 một quần mấy chị nha. Rồi chị Navy hai áo. Lá xanh hoa riêu là xanh lá với lại mã hoa riêu hả chị? Là mã xanh lá với mã hoa riêu đúng không chị? Chị Thôi Nghĩ, cái này em lên là xanh lá, cái này là em lên là mã lá riêu. Phải hai cái này không chị? Chị ơi, quần xanh lá thì cứ sẽ có quần xanh lá nè, khối kèm. Còn cái này em lên là áo lẻ, chỉ đơn thuần là túi quần đen trắng nè chị. Còn cái nào mà như cái áo này nó có quần vàng nè, chị thích thì chị lấy quần vàng nha, phối được cái áo bông vàng này. Còn áo xanh lá thì có quần xanh lá phối được nha chị nha. Rồi ok chị Thơ Nguyễn. Áo mặc lên trên là bông vàng nha mấy chị. Hoa Nguyễn hai áo này. Bộ xanh phía sau số 4. Chị ơi số 4 là 60-65kg nha. Chị Loan Cẩm hồi nãy em thấy chị hỏi là 57kg nha. Bây giờ lấy số 4 hả? Xin lỗi chị Trương Linh. Rồi ok chị Hoa Nguyễn. 57kg lấy số 3 chị ơi. Nãy nói chị 57kg số 3 mà 62kg hả lấy số 4 nha. Bây giờ chị lấy 57kg đúng không? Em lấy cho chị size số 3 là mặc vừa rồi ha. Số 3 thôi nha. Nào mà trên 60kg phải lấy số 4. Rồi chị Loan Cẩm. Ok chị. Bông em mặc là bông vàng. Bông vàng đó chị. Bông vàng. Rồi lá riêu nè. Mã bông lá riêu giùm em. Là thêm cái bông riêu 4 hả chị Phong Nguyễn ơi? Riêu 4 hình như hết mất rồi. Đây cái này là lên giùm em mã lá riêu đẹp chưa? Lá riêu cho em nha. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 6, 6, 4 nè. À còn. Rồi lá riêu 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Lá riêu 4 cho chị Phong Nguyễn. Đây mã lá riêu mấy chị. Đây ha, bông này là mã lá riêu cho em nha. Ok chị Thôi Nguyễn. Có quần lẻ hồng mặc với áo hồng không ạ? Nó không hợp chị. Tại cái tông hồng nó nhạt mà cái quần hồng thì nó lại đậm. Để em coi coi. Cái áo hồng này không có cái quần màu hồng phối. Áo hồng thì đẹp rồi đó. Nhưng mà không có cái quần hồng. Như cái áo hồng này chị phối được cái quần vàng hoặc cái quần xanh lá được nè chị. Quần vàng phối được nè. Nhưng mà không có cái quần màu hồng nào mà tiệp với cái này để mình phối lên hết. Chị thấy cái tông hồng này nó nhạt. 64kg 1m66 là cái bộ hồi nãy chị mặc số 3 thôi đó chị. 5482. Rồi áo hồng giùm em ha, áo hồng em còn 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6. Áo hồng
phòng có quần đen nha chị Loan Cẩm. Đây, áo hồng nè. Quần đen, quần trắng thì là lúc nào cũng có rồi chị. Còn quần màu thì á, cái nào mà nó phối hợp lên em mới phối được cho mấy chị ha. Ê, cái quần này em nghĩ là phối đẹp nè chị, phối hợp nè. Được không ta? Được không nhỉ? Em mặc thử cái quần này thử nha. Không mặc quần nâu được. Không mặc quần nâu được đâu chị. Cái này nó cái quần màu nó kiểu nó màu nó là màu hồng đất á. Hoặc là phối quần màu cam sữa. Ừ, quần màu này được nè chị nè. Quần màu cam đất cho em phối được nè. Quần này được không vậy? Em mặc thử nha. Quần này mặc được đó. Được không mấy chị ơi? Cái quần này là màu cam đó. Cái tông hồng này nó khó tìm được cái màu nào mà cho nó gần giống, là màu cam đất là gần giống nhất rồi đó. Quần xanh lá hả chị? Quần xanh lá. Lá sáng chưa like đâu rồi ta. Rồi lấy quần cam đất cho chị. Đẹp hả chị Diệu Lâm? Ồ, vậy là cái quần này mặc đẹp mấy chị ơi, lấy đi. Quần cam đất phối đẹp nè. Đang lóng ngóng khen đẹp khóa à. Rồi cam đất số 3, em lấy quần cam đất số 3 chị Lê Vinh. Trẻ trung đẹp, ok chị, cảm ơn chị Diệu Lâm. Không có quần xanh ngọc chị ơi, rồi áo em đang mặc là 85 nha. Đó, rồi chị nào chốt cái này, thừa thắng xong lên em mặc cái áo này luôn cho nó đẹp không nè. Rồi áo em mặc là mã hồng, em còn 1345 nha. Mã hồng. Cái này lên giùm em mã đẹp. Áo lên mã đẹp giùm em, cái này em thối quần này cũng được nè. Mã đẹp cho em mấy chị. Rồi mã đẹp size 1 cho tới size 6. Mã đẹp size 1 cho tới size 6 giùm em nha. Rồi chốt mã đẹp lên giùm em mã đẹp đi mấy chị. Mã đẹp. Bộ áo dài tím. À, bộ này là mình đi chùa. À, 185.000 bộ nha chị Hữu Phúc. Bộ đó là áo dài thêu hoa sen để đi chùa á chị. Mẫu đó may mình đi chùa. Quần có hai túi luôn chị ơi. Nói chung là áo bông phối với quần đen là dễ mặc nhất chị Diệu Lâm. Thường ngày em cũng mặc vậy, áo bông với quần đen thôi. Còn chị nào thích sang sang kiếm quần màu phối hợp lên thì mặc đẹp ha. Rồi chị nào chốt này lên giùm em là mã đẹp nha. Mã đẹp. Rồi lên cho em mã bông. Mã bông trắng. Bộ bà ba nâu eo 80 em còn được một bộ 165 size 135 á chị. Còn được một bộ hay gì á. Trời cái bông này tự nhiên mặc với cái quần này kỳ quá. Rồi lên em mã bông trắng đi mấy chị. Em còn size 2356. Bông trắng mặc với quần đen cho mấy chị nha. Lên cho em mã bông trắng size 2356. Rồi chốt bông trắng em mã bông trắng size 2356 mấy chị ơi, tới đây ế dữ mấy chị. Mấy người đẹp, tới đây sao em bị ế dòi mấy chị ơi. Đây chị, bộ nâu số 3 em còn được cái bộ này nè, chị lấy nha. Bộ này là 165 em sale 135, nó còn đúng bộ size số 3. 55-60kg cho em là mặc đẹp. Rồi áo em mặc là mã bông trắng em còn 2356 mã bông trắng. Bộ nâu đây nè chị. Nha. Đó, bộ này là 165 em sale 135. Rồi qua mẫu này cho mấy chị luôn rồi, chắc em tối nay nghỉ sớm mấy chị ơi. Tối nay mấy chị không ủng hộ em rồi. Hồi chưa chốt hết còn đâu à.
Đây còn bộ lông này nghe chị ơi, có lấy thì bấm giùm em rồi chị nào chốt chốt luôn mấy chị. Chị nào chốt mẫu này chốt luôn, em qua cho mấy chị chốt luôn. Còn một ít mẫu này 165 sale 135 nha. Bộ lông em còn được size số 3 và size số 5. Chị nào chốt bộ lông, lên cho em bộ lông 165 sale 135. 65 kg, mé 68, eo 80, mặt số 3 nha mẹ bé dâu ơi. Rồi chị Tấn chốt lên số alo giùm em ha. Đúng rồi chị Trang Nguyễn, mẫu em đang like là áo lẻ quần lẻ chị. Ví dụ mình lấy ba cái áo một cái quần cũng được, thậm chí mình không lấy quần cũng được. Còn như như cái mẫu này em lên là nguyên bộ, là bán nguyên bộ chứ không có xé áo quần ra được nha. Chị Tấn chốt lên số alo giùm em chị. Nga Nguyễn, bộ em mặc chị Nga Nguyễn bao nhiêu ký, cao nhiêu chị? Rồi alo Tấn, ok chị nè. Bộ nâu em còn một size 5 nha. Chị nào chốt nâu lên cho em nâu size số 5, 65-70 kg. Bộ bông đẹp quần hồng chị vừa hay ra. Ủa cái đó là áo mã đẹp với quần màu cam đất chị, không phải màu hồng. Cái mã đẹp này mới chị phối cái quần màu đỏ cho em cũng được nữa. Mẹ bé dâu, mã đẹp nè, quần đen nhiêu tiền em sớm chị đặt hai áo rồi. Chị Trang Nguyễn ơi, quần đen 75, ngày mai mấy bạn gọi chốt đơn, chị muốn lấy bao nhiêu quần thì chị dặn mấy bạn nhân viên giùm em nha. Hồi trưa chị có chốt áo rồi đó. Còn màu đen liên trần, nhưng mà màu đen hình như là còn được size số 5 thôi em ơi. Đây nè chị, cái này là áo mã đẹp. Còn chị muốn lấy cái quần màu cam đất thì chốt em quần màu cam đất, hoặc là quần đỏ nha. Cái áo này mình mặc được với quần đỏ nữa, tại vì trên cái nền bông nó có màu đỏ nè nha. Phối quần cam đất cũng được mà quần đỏ cũng được. Rồi áo 85 quần 75 giùm em. Chốt lên cho em mã đẹp nha. Quần ống váy có, quần ống váy size 1 tới size 5 có luôn nha. Đây, em đang mặc là quần ống váy đen nè người đẹp. Rồi, quần ống váy là 85 một quần nha. Em đang mặc là quần váy. Đó, em đang mặc là quần váy nè. Ha. Rồi lên giùm em mã tím. Mã đẹp quần cam đất. Ok bé dâu, bé dâu lên số alo giùm em. Bé dâu cho em số hơn. Rồi mã tím. Mã tím em còn size 1 và size 5. Mã tím em còn size 1, size 5 mấy chị. Chốt tím lên cho em mã tím. Ôi cái mã tím phối cái quần này đẹp nha cả nhà. Nè em giờ em phát hiện ra cái mã tím phối cái quần này đẹp nha. Cái quần này với cái nền này được nè. Mẹ bé dâu cho em số alo nha. Một quần váy đen số 2. Rồi chị Tấn, ngày mai mấy bạn gọi chốt đơn cái bộ đồ cho mình á, mình dặn mấy bạn thêm lấy quần giùm em nha. 62 kg là mặc cho em size số 4 nha chị Su Su. 62 kg mặc số 4. Mặc cái, em mặc cái quần này thử rồi được. Ôi đẹp nha mấy chị. Rồi đây, cái quần em mặc là quần màu cà phê sữa mấy chị ha. Đó, chị nào thích áo tím phối với quần màu cà phê sữa được nha. Đẹp không chị Diệu Lâm, mau rồi nhận xét chị. Đẹp. Hai cái tông màu nó đậm đậm phối lên với nhau hả? Tím xoay 5 chị Phạm Thấm lên số alo giùm em nha. Đẹp em. Cảm ơn chị Phạm Thấm ơi, tím xoay 5 lên số alo giùm em đi chị đẹp. Quần đen đẹp hơn. Vậy hả chị? Ok chị Thoa Nguyễn. Còn trắng, chị hỏi trắng mẫu gì vậy Su Su? Mai Tiết Quang ơi, chị bao nhiêu ký cao nhiêu chị ha? Chị bao nhiêu ký cao nhiêu? Rồi Phạm Thấm chốt lên số giùm em nha. Một áo tím Phạm Thấm lên cho em số đi chị. Tím em còn size 5 mà buồn. Tím còn size số 5. Rồi chị nào chốt tím lên cho em mã tím nha. Cái áo em mặc hình như lên với cái mã này cũng đẹp nè. À cái quần em mặc lên cái áo này cũng đẹp nè mấy chị. Trời ơi nó đẹp luôn. Nó hợp quá trời hợp luôn.
tím Huế số 3 không còn chị, số 3 còn được màu đỏ, màu xanh dương. Ủa không phải. À, màu đỏ với màu xanh dương à chị ơi. Mã lạ em còn được cái số 5 đi chị ơi, mã lạ phối với quần này nó hợp nè. Quá trời đẹp luôn. Cảm ơn chị Trần Thị Yến nha. Rồi áo 85 quần 75 mấy chị, quần ống rộng xéo là 75 đỉnh luôn. Hồi chưa không phát hiện ra cái quần này, chưa phát hiện qua cái quần này là em mặc quần này rồi. Hồi chưa em mặc cái quần vàng cũng đẹp, phối lên áo này cũng đẹp, nhưng mà phối quần này nó quá sang luôn nè mấy chị. Quá sang luôn chị Diệu Lâm ha. Rồi áo tím 5 chị, cho chị Phạm Thắm thì lấy thêm cái mã đẹp này đi chị. Cái mã đẹp này phối với quần này cực đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ này hợp nè chị Thao Nguyễn. Đúng luôn á. Nó tiệt 100% màu luôn chị. Ok chị Hồng bà nha. Chị Hồng bà không mặc đầm hả? Này ta bán đầm mà không ủng hộ đầm gì vậy? 65kg mét 55 chị ơi. Cái này chị mặc được cho em size số 5 này chị. Số 4 là hơi ôm á. Rồi cái bộ em mặc bây giờ em còn cho mình là size số số 5 duy nhất, cái số 5 đỉnh luôn, quá đỉnh luôn. Rồi cái mã lạ này hồi trưa em like, tại cái mã lạ này nó đẹp nè mấy chị. tới giờ nó ế nên em mặc tùm lum cho mấy chị coi, mấy chị thấy nào hợp mấy chị chốt nha. Rồi mã bông nhí xanh giùm em ha. Nhí xanh mấy chị ơi. Cái này đẹp không? Nhí xanh nha, nhí xanh em còn 1, 3, 4, 5, 6. Cái này cũng đẹp nè, cái nền này, cái nền hoa nhí này với cái quần này cũng hợp nè mấy chị. Rồi, chốt nhí xanh lên cho em hả? Đẹp chị Thao Nguyễn. Đẹp đi chị. Đẹp đi, mua đi. Bộ đang mặc không còn số 3 đâu chị Tướng. Rồi chị nào chốt này lên cho em mã nhí xanh. Áo vừa rồi hết rồi. Nhí xanh cho em nha. Nhí xanh 4 cho chị Hồng. Rồi nhí xanh 4 cho chị Hồng và bà. Dạ áo 85 quần 75 mấy chị. Đầm đỏ. Cái bộ đỏ này là bà ba chị ơi, không phải đầm. Rồi nhí xanh 4 mà em cũng có đầm đỏ cho mình luôn á. Nhí xanh 4 cho chị Nguyễn Thị Loan. Nhí xanh 4 cho chị Cẩm Hiền. Hello chị Cẩm Hiền nha. Nhí xanh 4 chị Cẩm Hiền. Rồi em thấy số chị Loan rồi ha. Nhí xanh 4 cho chị Thoa Nguyễn. Lên cho em mã nhí xanh nha chị. Tím size 3 hết rồi chị Trần Yến ơi. Tím bây giờ em còn được size số 1 và size số 5 thôi. Tím em còn được 1 với 5. Rồi em thấy số chị Nguyễn Thị Loan rồi nha. Rồi chị nào chốt nhí xanh. Đầm đỏ nè chị, có đầm nhí đỏ nè chị có chốt không? Đầm 175 ha, lụa banh gồ cho em nha. Hàng resize L88 đổ lại mấy chị mặc được. L88 đổ lại cho em mặc được. Em có đầm nhí đỏ cho mình ha. Đó, dán A xè có hai túi cho mấy chị nha. 175 lụa banh gồ. Mốt ngực sẵn cho mấy chị luôn. Đó, tay bồng bồng gì. Chị nào thích thì lên cái mã đầm này là em có cho mình là 5 họa tiết nha. Đó. Chị nào chốt đầm nhí đỏ giùm em. Áo mặc là bông nhí xanh đi mấy chị, bông nhí xanh. Rồi, bông xanh lá nè. Ủa cái quần này nó căng hết luôn, nãy giờ mấy cái áo này nó căng hết luôn mấy chị. Lên cho em mã bông xanh lá, em còn size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái quần này nó căng hết luôn á. Nãy giờ những cái nền bông này em thấy lên cái quần này được luôn. Rồi lên giùm em mã xanh lá đi mấy chị. Xanh lá kèm size cho em nha. Xanh lá 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Đồ xanh lá, em có quần váy màu xanh lá này. Lên quần váy. Được không chị Thoa Nguyễn? Đẹp ha, đẹp. Rất là đẹp luôn á. Rồi, ca xanh lá mấy chị muốn lấy quần này là mấy chị chốt cho em là quần màu cà phê sữa được nè. Ok, 10 điểm luôn, ok chị. Rồi, chị nào thích thì lên cái quần màu xanh lá, lên quần màu xanh lá nha. Lên quần màu xanh lá. Trời ơi, quần xanh lá này là quần váy nha mấy chị ơi. Mặc cái quần váy này. Đó, chị nào không thích cái quần màu cà phê kia thì lấy qua cái quần màu xanh lá này. Còn số 4 chị Phương Linh, chỉ hết số 3 thôi, còn số 4. Xanh lá 4 thì chị Cẩm Huyền. Rồi, lá 4 em chốt chị Cẩm Huyền. Còn số 4 á chị Phương Linh nè. Lá 4 cho chị Dường Kim, ok chị. Áo mặc lên cho em mã xanh lá nha. Rồi lá 4 cho chị Dường Kim. Chấm like giùm em mấy chị nha. Còn chị có lấy thì không nha chị Tiết Nam ơi. 4 áo hoặc 2 bộ. Cái mẫu đó size số 4 là cho mình là được 62-67kg luôn á chị Phương Linh. Xanh lá có ống xéo chị Thoa Nguyễn. Xanh lá có ống xéo chị. Có ống xéo. Xanh lá có ống xéo nha. Chị muốn lấy ống xéo thì chị lấy. À, có ống xéo luôn. Rồi em lên cho mình cái vàng với cái đỏ nè. Đỏ. Đây nha. Lên mình vàng với đỏ đẹp nè. Cho chị áo xanh lá số 3. Để em coi còn không nha. Xanh lá số 3. Rồi hết xanh lá số 3 mất rồi chị. Ôi. Cái mã lạ còn số 3 nè. Hồi nãy chị nào chốt mà em kêu hết vậy. Mã lạ em còn một áo số 3 nè. Hồi nãy chị chốt, nào chốt mà em kêu hết ha. Quần vàng đây cô. Quần vàng đây. Tuấn đúng không? Là chị Tuấn là lấy cái áo này. Đúng rồi, em thấy mình mới bấm qua lô da là đúng rồi nha chị. Chị lấy cái áo này với cái quần màu cà phê đúng không? Có lấy quần màu cà phê không? Thậm chí là áo này mà lấy cái quần vàng cũng được nè. Bộ xanh lá số 3, hết số 3 mất rồi chị. Hết xanh lá 3 rồi. Long Kim ơi, chị qua bông khác giùm em nha. Không còn xanh lá 3 rồi, người đẹp ơi. Số 4 là 62-67kg cái mẫu bộ đó đó chị. Quần kem là ống xéo đúng không chị Mai Tiết Vân? Quần kem là ống xéo. Rồi chị nào chốt áo bông vàng, lên áo bông vàng giùm em. Thích cái quần vàng thì lấy cái quần vàng cho em nha. Lên một bộ là khá là đẹp luôn á. Hoa vàng. Rồi chị nào chốt hoa vàng, lên hoa vàng đó chị. Quần em mặc là quần ống xéo. Quần em mặc là quần ống xéo nha. Mai Tiết Vân ơi, là cái mã lạ đó chị. Em lấy chị một cái quần màu đó, em kêu một cà phê hơn là một cà phê nhạt. Dưới lại cái áo mã lạ. Đây nha, em lấy cho chị nguyên bộ này. Chị lên số alo giùm em. Nguyên bộ này size 5 cho chị nè. Lên số alo cho em nha. Vải thun co giãn nha chị Bích Ngọc. Rồi đâu à ta, Mai Tiết Vân, em lấy chị nguyên bộ này size số 5 này. Ok, lên số alo giùm em nha chị nha.
Ok, lên số alo giùm em là có đơn nha. Hoa vàng 4 cho chị Hồng bà. Hoa vàng 4. Đúng rồi chị. Rồi chị đã chốt áo hoa vàng. Là sao chị nhường kim? Xanh lá thì cũng là cái mẫu em đang mặc nãy giờ em like là cùng một mẫu đó chị, chỉ khác cái họa tiết bông thôi. Chỉ khác họa tiết bông thôi nha. Bộ em mới bỏ xuống size số 6. Chị Kim hồi chưa có đơn rồi không chị? Bộ em mới bỏ xuống size số 6 hết rồi. Rồi số 6 hết mã bông đó rồi người đẹp ơi. Chị Nhung Hà ơi, đơn chị gọi không có nghe máy, gọi cho chị quá trời đất luôn, không biết chị cho sai số hay gì không. Xả đơn lâu lắm rồi. Đúng rồi, 4 áo miễn ship nha chị Hồng bà. Rồi Mai Tiếp Vân lên số alo giùm em chị. Lên số alo giùm em là có đơn nghe chị nha. Chị Nhung Hà lên số lại giùm em đi. Bữa trước là chị một cái bộ xanh ngọc với lại một áo gì á, gọi hoài không được chị. Là chị hỏi bộ nào vậy chị nhường kim. Rồi em chốt cho chị Tiếp Vân một cái áo này với một cái quần kem. Áo số 5 quần số 4. Gọi không có được đâu chị Nhung Hà. Ủa mà Nhung Hà khách cũ mà gọi nghe máy. Nhung Hà khách cũ mà gọi không nghe máy đó chị đẹp. Bộ đen đó là đầm nha chị. Bộ đen đó là đầm nha Mỹ Lan. Đen đó là đầm nha người đẹp ơi. Rồi áo số 5 quần số 4 nè. Chị Nhung Hà cách cũ mà làm sao mà sai số được, tại vì có điều gọi không được thôi, gọi không nghe máy thôi. Xanh lá mới qua là như em đang mặc này chị, cũng tay như vậy nè. Như em đang mặc á. Ồ ba xanh biển là 170 sale 140 chị. 170 sale 140. Rồi mẫu em đang mặc là áo 85 quần 75 quần ống xéo. Quần 75 chị Trâm Phạm ơi. Mặc họ tiếp cho chị coi hả. Áo họ tiếp thì là không còn số 4 rồi chị. Áo họ tiếp là cái quần vàng được không? Cái màu, hai cái màu vàng này nó khác nhau chị ơi, chổi. Cái áo họ tiếp này lên cái quần màu da nãy được nè. À mới đặt nguyên bộ là cổ kim là tay bình thường chị. Chỉ có cổ này mới lên cái tay này thôi, gọi là tay bồng á. Còn cổ tim là lên tay tròn bình thường ha, tay trơn nha, cổ tim là tay trơn. Áo họa tiết này chị, áo này phối với quần nào hợp? Quần đen. Áo này chỉ mặc với quần đen thôi chị ơi. Một áo hoa vàng số 3. Xuân Nguyễn lên số alo giùm em đi chị Xuân Nguyễn. Là chị Nhung Hà một bộ xanh ngọc, áo dài xanh ngọc size 1 với lại cái gì chị ơi? Em bây giờ em chỉ nhớ được bộ áo dài xanh ngọc thôi. Với lại một cái gì nữa không nhớ. Nè em còn để đây nè, em bung ra đây nè. Một bộ áo dài xanh ngọc với cái gì nữa, với một cái áo dài lẻ hay gì á. Mai gọi nhớ nghe máy giùm em nha. Người đẹp. Người đẹp Nhung Hà ơi. Là em nhớ được có bộ này à, được với lại gì nữa. Em chốt lại chị được bộ này.
là một bộ áo dài xanh ngọc số 1 với lại một cái áo dài lẻ gì nữa chị mà không nhớ thôi. Rồi họ tiếp 3 cho chị Hoa Nguyễn. Áo mặc lên xem mã họ tiếp nha. Họ tiếp 3 cho chị Hoa Nguyễn. Xuân Nguyễn một áo hoa vàng với áo đang mặc. Xuân Nguyễn cho em số đi chị. Họ tiếp 4 em hết nha chị Lân Cẩm rồi. Ok chị Dung Hà. Số 1 đúng rồi. Bộ sinh ngọc số 1 với em nhớ một cái áo dài bông nữa mà em nhớ là bông gì. Đúng rồi, một cái dài lẻ nữa mà em không nhớ bông gì, chị có nhớ bông gì không? Rồi Xuân Nguyễn ơi, chữ A còng kèm chính số sao giùm em đi chị, chưa thấy số. Áo em mặc là mã họ tiết nha. Một hoa vàng, một họ tiết, Xuân Nguyễn lên số alo cho em. Ờ ok chị Nhung Hà. Đen đen phía sau là đầm chị. Phía sau này là cái này là đầm, không phải là bà ba nha. Rồi mã hồng đi, mã hồng em còn 1, 2, 3, 5, 6. Hết size số 4. Họ tiếp co giãn, cái nào cũng co giãn hết đó chị. Cái nào cũng co giãn hết á. Lên cho em mã hồng. Hồng giùm em mấy chị. Rồi hồng cho em nha. Cái hồng phối quần vàng cũng đẹp nè cả nhà. Hồng em còn 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6 nè. Họ tiếp 3 chốt chị Thôi Nguyễn rồi á. 1m7 thì áo không được dài, nhưng mà gọi là ngắn cũng cỡ thì cũng không có ngắn chị. Tại vì cái form áo em may dài cũng dài chứ không may ngắn. Mà chị bao nhiêu ký? Ok chị Dường Kim. Lớn tuổi 60. Người lớn 60 tuổi 59kg. 60 tuổi và 59kg thì chọn số 4 thì chị Nhường Kim. Bây giờ lớn tuổi số 4 chị lấy cái bông. Bông này là đẹp hợp nhất rồi nè. Bông này chị mặc trên dưới quần đen là đẹp nhất rồi đó. Tại vì size 4 bây giờ là em còn bông sáng sáng không à. Chỉ có cái bông này là họa tiết nó đầm nhất thôi. Cái mã bông nhí xanh này nè. Đó mặc lên dưới quần đen cho em là đẹp nhất rồi. Một cái đang mặc size số 5. Rồi cho chị Mai Tuyết Vân. Chị bao nhiêu ký mà lấy quần số 4 chị Kim? Chị chốt cái áo là size số 6 luôn mà sao lấy quần số 4 mà có mặc được không? Ủa thôi là sao là không lấy hả chị? Áo hồng em mặc hết số 4 rồi nha chị Thơm Nguyễn rồi. Áo hồng em mặc hết số 4. Áo hồng em mặc hết số 4 rồi nha. Rồi em hết bông. Hồng em mặc hết số 4 rồi chị. À đâu rồi, em lên cái mã đẹp với cái quần đỏ cho mấy chị nè. Rồi em qua mã đẹp phối với quần đỏ nha. Thun lỗ thun lưới đó chị, có chị kêu thun lưới chị kêu thun lỗ. Mã đẹp đâu rồi, đây rồi, đây em mã đẹp. Mã đẹp kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhìn em nha. Chị ơi bự nhưng mà cái lưng chị phải vừa chứ, còn bảy mấy ký mà lấy quần số 5 thì được. Không em đâu có quần số 6 đâu, em chỉ có quần số 5 thôi. Chị lấy quần số 5 là ok rồi. Quần số 4 nhiều khi nó chật sao mặc được. Chị Thơm Nguyễn ơi, chị bao nhiêu ký, cao nhiêu chị? Rồi áo em mặc lên giùm em mã đẹp đi nha mấy chị ơi. Lên mã đẹp giùm em nha. Rồi chốt lên cho em mã đẹp. Mã đẹp, mã đẹp, mã đẹp mấy chị ơi. Mã đẹp phối với quần đỏ cho em đẹp nè. Rồi chốt lên cho em mã đẹp. Hạnh phúc tuyệt vời mặc cho em size số 4. Chị Thơm Hồng ơi, chị bao nhiêu ký? À, chị Thơm Nguyễn chứ. Chị cho em chiều cao cân nặng đi ha. Xuân Nguyễn ơi, nãy giờ ba cái rồi mà em chưa thấy được số điện thoại của chị luôn á. Lên số điện thoại giùm em đi.
58 kg, cao 1m58, mặc số 3 được mà chị Thơm Nguyễn. Là ôm, số 3 là ôm nha chị. Số 3 là ôm đẹp. Chị mặc số 3 nó sẽ ôm như vậy nè. Đó. Chị chịu thì lấy số 3 nha, số 3 thì em còn mã hồng á. 58 kg, 1m58 thì mặc cho em số 3 là ok rồi. Xuân Nguyễn ơi, bấm cho em số điện thoại mình 10 số. Bây giờ chị bấm cho em 5 số lên trước, rồi 5 số lên sau giùm em nha. Để thấy số mới chốt đơn người đẹp ơi. Đó, giờ mới lên được số này. Đẹp 4 cho chị Hồng bà. Dạ, 85 quần 75 chị. Quần mình thích lấy màu gì cũng được, chứ không nhất thiết là phải chọn màu đỏ chị nha. Đen, trắng, xanh, hồng, tím gì cũng được hết. Hết rồi chị Nhường Kim. Size số 4 bộ bông đó em sale 115 là size số 4. Bây giờ là em chỉ còn được cho mình là một hoa duy nhất là mã sọc thôi chị. Đó. Bộ hồng số 3 quần đen. Rồi ok chị Thơm Nguyễn nha. Em lấy cho chị áo hồng quần đen số 3. Áo mã hồng quần đen số 3. Rồi chị Thơm Nguyễn có đơn nè. Mã hồng quần đen số 3. Chấm like giùm em mấy chị ơi. Rồi Thơm Nguyễn. Chị Xuân Nguyễn nè. Một áo mã đẹp số 3. Một áo màu vàng số 3. Là hai áo với một áo họa tiết số 3. Là chị Xuân Nguyễn 3 áo nha chị. Nãy giờ là chị Xuân Nguyễn là 3 áo nha. Một cái mã đẹp em đang mặc, một cái mã hoa vàng với một cái mã họa tiết là 3 áo đúng chưa chị ơi? Dạ rồi ok chị Hồng. Rồi ok chị Xuân Nguyễn nha. Rồi 3 áo. Không có xanh riêu ống xéo chị. Ống xéo là em có được là xanh lá nè, xanh bích nè, với xanh coban. Đó, có được 3 tông màu xanh đó. Một quần đen. Rồi ok chị Xuân Nguyễn nha. Đồ Lan đi chùa em có áo dài thôi chị Phương Linh. Có áo dài để đi chùa chị. Rồi mẫu em đang like là áo 85 quần 75. Cái này là bán áo lẻ ha. Chị nào muốn mua quần thì mua nghe mấy chị ơi. À, bây giờ lên đầm ha, chị xinh xinh đầm hồi nãy em like qua một lượt rồi đó. Bây giờ em lên lại đầm, chị nào xem đầm thì chốt ha. Bà ba em like xong rồi, bà ba hiện giờ còn nhiêu đó. Có mẫu này là mới nhất. Áo dài cách tân đi chùa có mặc không chị Phương Linh? Giờ được cái mẫu này like được ngày nay là bắt đầu hết rồi đó mấy chị. Hết ra áo bà ba tiếp rồi đó. Chờ lô mới rồi đi. Đầm đồng giá 175.000 mấy chị ha. À, resize L86 hoặc L88 đổ lại cho em mặc được. Nè, cái eo đó nè. Ha, L88 đổ lại giùm em mặc được nha. Rồi đồng giá 175.000 một đầm. Hoa vàng số 4 quần vàng luôn. Ok chị Nguyễn Lụa. Có vàng 4 quần vàng cho chị Nguyễn. Rồi đầm em mặc nha mấy chị ơi. Resize L88 đổ lại cho em là mấy chị mặc thoải mái, bầu bì 5-6 tháng mặc được luôn nha. Thì phần sau em may cho mấy chị là bo chung như thế này ha, rất là dễ mặc, lên eo cực kỳ đẹp luôn mấy chị, lên là vô eo luôn. Rồi, có túi. Váy đen trắng, váy nào cũng đồng giá 175 chị Anh Ngọc, váy đen trắng đằng sau em hết rồi ha.
Váy đen trắng đằng sau em hết rồi mấy chị, còn hỏi tiếp khác được không? Còn thích đen trắng thì em còn mẫu như em đang mặc thì có đen trắng nè nha, còn mẫu như em mặc đầm đằng sau em hết rồi ha. Cái nãy treo cũng chị lấy hết trơn rồi. Rồi cái này lên giùm em mã đen sọc đi mấy chị nè. Đầm em mặc lên giùm em mã hoa xanh. Đầm em mặc lên mã hoa xanh giùm em nha. Rồi chiếc này lên cho em mã đen sọc. Có mốt ngực sẵn luôn. Cái phần bèo đằng trước là dập ly cho mấy chị nha. Dập ly tới 4 đường gì luôn. Rồi cái dáng đó là tùng chữ A cho em nha. Đó, có túi. Rồi chị nào chốt cái em mặc lên giùm em mã hoa xanh mấy chị ha. Hoa xanh trang cái phần sau là nhúng nha. Rồi đây cái mẫu này em cũng có đen cho mấy chị nè. Lên cho em mã sọc đen. Sọc đen, đen sọc gì cũng được. Eo 86, 88 đổ lại cho em là mặc thoải mái. Rồi chị nào chốt này lên cho em mã sọc đen nha. À, mẫu em đang like là em có cho mấy chị là như là 5 bông. Rồi sọc đen, hoa xanh. Hồi nãy chị lấy thêm một áo. Là sao chị Thơm Nguyễn? Hồi nãy là em chốt cho chị với một áo em đang mặc hả? Một áo em đang mặc là áo bông gì ta? Bông vàng. Là thêm một áo bông vàng đúng không? Cái áo mà em mới thay ra cuối cùng là mã hoa vàng đúng không chị? Đúng rồi chị, ok giùm em. Cái áo mà em thay ra cuối cùng á, đâu rồi ta? Mã hoa vàng là cái này nè. Đó. Cái áo mà em thay ra cuối cùng là mã đẹp. Mã đẹp nha chị. Đầm là lụa mango, hàng loại 1. Cái này là hàng em tự may nghe chị Linh Nguyễn thôi, không phải là hàng lấy tào lao đâu. Chất lượng lắm nha chị. Giá mà mấy chị mua một cái đầm ở ngoài thị trường là 240, 280 gì đó. Nhưng mà em bán với mấy chị là có 175 ngàn một đầm thôi. Và hai đầm là em miễn ship luôn nha. Cái này đúng không chị? Rồi ok chị Thơm Nguyễn, mã đẹp số 3. Đẹp 3 chị Thơm Nguyễn. Rồi đầm em mặc lên trên mã hoa xanh. Lụa mango mà hàng loại 1 cho em, có độ co giãn cho mấy chị luôn nha. Mặc rất là thoải mái, mát nữa. Đẹp 2 cho chị 5951. Chị ơi nhớ dồn đơn nha. Hồi xưa là chưa chốt thì ngày mai mấy bạn gửi chốt nhớ kêu dồn đơn của like tối nay giùm em chứ nha. Đẹp 5 chị Anh Ngọc lên số alo giùm em chị. Anh Ngọc. Đẹp 5 Anh Ngọc lên trên số ha. Rồi đầm em mặc là lên trên mã hoa xanh. Chiếc này mấy chị lên cho em là mã sọc đen. Mã sọc đen giùm em ha. Rồi mã sọc đen cho em nè. Cái này lên cho em mã nhí đỏ. Rồi cái này lên cho em mã nhí đỏ nha mấy chị. Em có nhí đỏ nè, đẹp chưa? Rồi chốt nhí đỏ cho em mã nhí đỏ. Đầm đang mặc resize eo cho mình 88 đổ lại là mặc ok cho chị Mai Trang. Một đầm hoa xanh cho chị Xuân Nguyễn. Chị anh Nguyễn ơi, mã đẹp 5 lên số alo giùm em. Đầm em mặc mã hoa xanh cho em mấy chị ơi. Vô eo cực kỳ luôn nha. Đó, chốt cho em mã hoa xanh. Rồi hoa xanh chị Xuân Nguyễn. Dí đỏ. Rồi cái này lên cho em mã vàng nhạt cho em nha. Trời cái vàng nhạt mới đẹp nè mấy chị. Rồi chốt vàng nhạt lên cho em mã vàng nhạt. Chấm ai hả tim giúp em mấy chị ơi. Lên cho em mã vàng nhạt nè. Rồi mã vàng nhạt giùm em ha. Chốt lên cho em mã vàng nhạt. Vàng nhạt giúp em mấy chị. Rồi lên em mã vàng nhạt. Vàng nhạt cho em. Rồi lên đủ số cho em nha chị Anh Ngọc. Rồi chiếc này lên thì em vàng nhạt nha. Em lên họ tiếp rồi mấy chị muốn mặc cái nào mấy chị nói. Là có đen, vàng nhạt, nhí đỏ. Rồi hồng giùm em. Hồng phấn. Phương ơn. Hồng phấn cho em nha. Đó. Hàng này em may có mốt sẵn cho mấy chị luôn. Có mốt ngực sẵn cho mình luôn ha. Rồi chốt lên cho em mở hồng phấn mấy chị. Chấm la mấy chị ơi. Lên số đủ giùm em đi chị Anh Ngọc. Thấy mới có được hình như. Thêm số công đầu nữa là mới có 6 số à. Rồi hồng đi mấy chị. Lên cho em mã hồng. Đen trên canh này em còn 4 họa tiết nữa chị.
Đây, cái mã đen trên canh. Mã đen trên canh là kiểu đầm sơ mi nha. Cũng 175 cho em luôn. Rồi, mà cái mà họ tiết đen là em hết. Đây, em có mã nhí xanh lá nè. Rồi, chốt nhí xanh lá nha em. Đây, em mã nhí xanh lá. Nhí xanh cho em nha. Cái này là đầm sơ mi, có cổ sơ mi cho em này, có dây buộc nơ ha. Cái vòng dáng nó tiểu hơn lịch sự. Rồi, em có mã nhí xanh lá. Mã cam, bi cam nha em. Bi cam cho em nha. Rồi, chốt lên cho em mã bi cam. Cái này có túi hết đó chị. Có độ co giãn nhẹ luôn nha. Chất nó là lụa mango cho em ha. Rồi 175 một chiếc, hai chiếc miễn ship nha. Rồi em có mã bi cam. Em có mã hoa tím. Hoa tím giùm em đó chị ơi. Rồi đây là cái này nè. Đó. Hoa tím đẹp chưa. Rồi chốt cho em mã đầm tím đi mấy chị. Đầm tím giùm em. Rồi lên cho em mã đầm tím ha. Rồi cái này lên nhờ em mã đầm hồng. Hồng giùm em ha, hồng sơ mi cho em nha. Không thấy đủ số luôn chị Anh Ngọc, là em xuống like là không có đơn nha chị đẹp ơi. Rồi hồng. Hoa xanh em đang mặc 175 nha chị. Rồi chốt hồng lên hồng nha mấy người đẹp ơi, hồng. Rồi ngày mai em sẽ lên cho mấy chị nhờ thích thay dây ha, thích cánh tiên cũng có luôn. Đồng giá 175 cho em nha. Rồi cái mẫu này đi tiệc đi chơi, đi tiệc rồi cho em thật sang luôn. Cái này là em may cho mấy chị là dán tầng nha. Ba tầng xòe luôn. Đó. Ha, tay cánh tiên. Cúp ngực cho em nha. Có thêm một cái khuyên giữa nè. Chấm like mấy chị, ai còn xem like chấm like giùm em nha. Đầm trên canh hết rồi chị đi ơi, chị thích cái họa tiết đó thì chị lấy qua cái mẫu như em mặc mà có đen sọc nè. Trời ơi, cái đầm trên canh nãy giờ mà còn chục chiếc nữa mấy chị chốt cũng hết. Đầm trên canh của người khác rồi chị đẹp ơi. Chị lấy đầm này đi chị. Chị đi y. Thích họa tiết đen lấy cái đầm này cho em nè. Cái đầm trên canh hết rồi người đẹp. Chị chốt một đầm tím. Rồi chị Tâm Hiếu lên số alo giùm em chị. Tâm Hiếu cho em số nha. Em mặc cái đen này cho. Tâm Hiếu lên số giùm em đi chị. Bầu bì bông chen được không? Thoải mái luôn nha chị ơi. Em may dáng với chị dễ mặc lắm. Hay không có sợ chặt đâu nha. Có bao chung, có túi với mình luôn. Rất là dễ mặc nha. Rồi Tâm Hiếu lên số cho em đi. Ôi thích đen chốt cái này đi chị. Cái này canh hết rồi. Nè. Cái tùng đen này cũng đẹp nè. Mình ở tỉnh nào vậy chị Triều ơi? Ở tỉnh nào chị? Còn chị còn màu khác, mẫu đó thì em còn màu khác nha. Còn vì thích màu đen thì em còn cái mẫu này. Thích màu đen em còn mẫu này nha. Rồi chốt mã đen sọc thì em, sọc đen sọc gì cũng được hết. Chốt lên cho em mã sọc đen sọc cũng được hết. Tiền Giang 3 ngày nha chị. Rồi đầm tím cho chị Tâm Hiếu. Đầm tím thì Tâm Hiếu. Chấm lai chấm lai mấy chị ơi. Bao mát bao đẹp. Bao form bao chất vải mấy chị luôn. Xịn sò. Rồi cái mẫu mà trên canh á, thích thì em còn bốn hoa văn này nha chị đẹp. 175 một chiếc thôi, em mặc cái hồng đi. Chấm lai ở tim giúp em nha. Rồi em lên cho mình màu hồng ha. Lên này xong nghỉ nghe mấy chị, xuống like nha. Rồi chốt hồng lên hồng nha mấy chị. Nè, đây có cái dây mấy chị buộc nơ ở đây nè. Sự ha. Rồi chị nào thích hồng lên giùm em mã hồng nha chị. Hồng kèm say. Rồi cho em hồng ha. Em còn hồng, tím, cam với xanh lá.
Rồi hồng tím cam mẫu này nha chị, đi chốt được cái bông nào lên nhà em nha. Hồng nè, nhí xanh nè, nhí xanh cho em nha chị. Rồi nhí xanh giùm em, tím nha, còn không lấy cái tím cũng đẹp nè chị. Rồi tím, đây mã tím. Cái phần đằng sau mấy chị thấy mặc vô đó, nó li như này nè, xếp tầng rất là đẹp. Rồi đây em mã tím, tím đẹp nè chị. Rồi lên trên mã cam, nhí cam giùm em, bi cam cũng được. Đó, cam cho em nha. Rồi cam em mặc là hồng. Rồi lấy một cái tím ok chị. Rồi tím em còn một cầm nữa là hết mã tím đấy chị ơi. Còn cái tím nữa nha, 60kg mặc thoải mái luôn chị Thương Lan. Cái này em may là bao chung cho chị, eo 86-88 đổ lại là mặc đẹp hết nha chị. Mặc tới đâu eo giãn ra tới đó cho em nha. Rồi chỉ có 175 một chiếc thôi mấy chị, hai chiếc miễn ship, hai chiếc là miễn ship luôn nha. Rồi tím cho chị đi. Cái này không có sai chị ơi, cái này là resize eo 88 đổ lại mặc được nha chị nha. Eo 88 đổ lại mặc được, cái này resize tại vì cái dáng eo là em may là bo chung cho mấy chị nè nha. Eo tới đâu rồi mấy chị mặc giãn ra tới đó, chứ không có cái này là không có sai, là gọi là resize mấy chị ha. Chủ yếu là vòng eo 88 đổ lại là mấy chị mặc được hết nha. Đồng Nai chắc khoảng 2 ngày đó chị Tâm Hiếu. Rồi được chưa mấy chị ơi, em nghĩ nha, lấy thêm cái nào không chị đi đi, lấy thêm chiếc nữa là mình đủ đơn miễn ship luôn chị. Em mặc mã hồng này nè, ma đen hết rồi mấy chị. Ôi để ngày mai em soạn hàng ra lên cho mấy chị mẫu khác nha, tại ngày nay em soạn chưa có xong, soạn được có 2 mẫu 3 mẫu em like, cái mẫu này em chưa, còn chưa kịp like mẫu này nè. Mẫu này em chưa kịp like tại vì mẫu này em có bán áo khoác kèm cho mấy chị được. Cái mẫu này nè ha. Là chị nào mà không có thích hở vai á thì em có bán áo khoác kèm luôn mà em chưa có soạn kịp, chưa hay kịp. Mẫu này là tay cánh tiên cúp ngực cho em nha. Mà may cho mấy chị là 3 tầng luôn, rất là bồng bềnh đó, tại vì cái áo trong đáng là mặc đỏ như vậy nha mấy chị, mặc vậy nha, đẹp chưa, cỡ dáng nó rất là bồng bềnh luôn nè ha. Tại em may cho mấy chị là tới 3 tầng luôn, cái phần phùng của nó mặc rất là phùng luôn, rất là đẹp. Rồi ngày mai để em soạn mẫu này, ngày mai em like mấy chị nha. Ngày mai em kiếm cái áo nào mà cho nó hợp với cái đầm nỉ đã mặc nó, tại vì nó hở cái đen ra mình nhìn thấy không đẹp nè. Đó, phải chống như vậy mới đẹp. Vậy cái đang mặc bao nhiêu hả? Cũng 175 luôn chị. Cũng 175 luôn. Và ba là hai bộ miễn ship nha chị nha. Rồi em tạm nghỉ ha. Cái này là không có túi nha. Cái này em may nó tầng cho mấy chị, tầng làm sao mà may túi được, khi nào mà em may suông hết, suông hẳn xuống hết thì mới có túi. Trưa mai 12 giờ like nha chị Triều ơi. Trưa 12 giờ tối 7 rưỡi em like. Rồi, bye bye mấy chị nha, tạm nghỉ. Cảm ơn mấy chị mình nhiều. Chưa mai 12 giờ nha mấy chị. À, cảm ơn mấy chị mình nha.